xin cho dịch vụ này shop. Máu của anh và em sẽ hòa quyện, em sẽ mãi mãi không siêu thoát. Mẹ con như là một con sóc giặc. Đúng vậy đó. Cái tiếng nhục con dữ vậy. Trên đời này là không có người phụ nữ xấu, mà chỉ có những người đẹp mà nhìn không giống phụ nữ thôi. Nghệ sĩ Trấn Thành đúng không? Chứ có ai chơi Trấn Thành không? Trấn Trấn gì đó. Trấn Thành. Bình thường thôi. Đừng có để khách khứa tới mà chuyện gì xảy ra là tôi không có đồng ý ha. Nè anh đứng đây làm cái gì vậy? Xong đi vô trong kia coi chừng phụ em. Thì em dặn anh sáng giờ đứng đây tiếp khách. Ờ ha quên. Ủa nhưng mà một tiếng đồng hồ nữa mới khách mới tới. Thì em bao giờ cũng chuẩn bị chu đáo, anh đứng trước một tiếng đồng hồ luôn rồi đó. Trời ơi, sanh em ra là cha mẹ hiểu được em có một mình anh thôi đó. Đó còn rồi nữa. Đúng rồi, hai vợ chồng mình mới cất cái nhà này, cho nên là hôm nay khoe mọi người là phải làm mọi thứ chu đáo chỉnh tề, không có được để người ta đánh giá hai vợ chồng mình nghe. Ý chết cha. Gì? Trời ơi tôi chết rồi. Hai vợ chồng chu đáo mà không nhớ cái gì hết. Nhớ anh gì? Nhớ không? Hồi đó có lúc mà mình đi coi phong thủy cất cái nhà này đó, à, thầy phong thủy biểu là phải để hai con sư tử đá đứng kế bên này nè. Như vậy nó mới hợp, vợ chồng làm ăn mới lên. Rồi mà còn cái sư tử đá, sau này thầy nói lại là chỉ cần một ngày anh ra đây đứng một tiếng đồng hồ thôi là phong thủy rồi. Ở nãy giờ mà người hàng xóm đi ngang qua nhìn thấy anh là biết anh là chủ nhà rồi. Anh ơi, nghe anh đứng đây nha, đừng có đi qua đi lại nha. Rồi xong lát nữa vô cái em tặng anh ly trà đá uống cho nó mát. Vợ dễ thương ghê. Ồ, nhà tương tất quá, đẹp quá. Thôi chào. Trời ơi chị Ly này, sao làm ăn gì ngộ vậy? Là mướn bảo vệ, phải mướn một người này cho nó sang trọng chút. Trời ơi mướn gì đâu, cái thằng bảo vệ mặt xấu quắc à. Nói vậy còn mặt buồn hiu giống như mất hộ khẩu. Bảo vệ đâu? Đây nè, ông nhai. Trời ơi, đó giờ bận bộ đồ màu vàng, người ta bận cái bộ đồ bảo vệ, tao có cái quai cầu dai vậy nè, người ta có nón đàng hoàng. Ủa? Ủa chị nói lên hả? Khỏe không? Khỏe. Chàng ơi, bao nhiêu lâu năm vững lối vô đường nghe. Quần lên tới cổ he. Không sao, này mới đúng là chất của anh. Khách của em. Khách của em. Giới thiệu với anh. Biết rồi, biết rồi, đây là bảo vệ của nhà chị phải không? Trời ơi, cái mặt này xấu quá. Một kiếm thằng khác đi. Cái mặt gì đâu mà buồn hiu mà. Cái mặt ngu thiệt là ngu luôn, là mướn làm bảo vệ làm gì? Con nhỏ nào mà lấy thằng này làm chồng mà cái mặt còn ngu hơn nữa. Ủa sao tao mới nói câu đó là vậy, mặt gì ngu vậy hả? Giới thiệu với anh. Anh sao? Cái thằng ngu này là chồng của tôi á. Trời ơi, ông nghĩ sao vậy? Chồng tôi mà nỡ lòng nào ông nói ngu nói này nói nọ hả? Ông sấn xỉa hai vợ chồng tôi vừa vừa phải thôi. Bởi vậy tôi nói bao nhiêu lâu nay á, tôi không bao giờ xuống dưới thăm vợ chồng ông, cũng như không bao giờ cho vợ chồng thôi, nên thăm tôi là thôi, đi sao? Thôi, sợ xấu hổ. Sao cái gì? Bực bội ha. Cái mặt nó ngu rồi kìa, thôi bỏ qua đi mà, em nóng quá. Bữa nay mình đãi tiệc. Lỗi anh, cứ mỗi lần mà các ai làm nhục đến làm tổn thương cái nhan sắc của chồng em là em giận vô cùng vậy đó. Và anh biết không, được cái là hai vợ chồng em rất là thân thiết và gần gũi. Hãy em giận thì anh vuốt, mà anh giận thì em vuốt, hai vợ chồng vuốt qua vuốt lại vậy đó mà hạnh phúc bao nhiêu lâu nay đó. Mà nói nghe nè, mà sao anh lên sớm vậy? Anh đi bằng xe gì? Đâu có đi xe. Chị đi bằng gì? Đi ghe. Trời, trời ơi, đi ghe mà còn kẹt mới lộn ôm sụm đó. Nó đi đi hồi ngày hôm qua bây giờ mới tới. Thôi chị hôm qua tôi đi rồi mà tới giờ này mới tới đó. Sáng suốt. Vậy gửi ghe đâu? Gửi ghe chỗ mà tặng nè. Rồi đi gì tới đây? Rồi đi xe ôm lên đây. Sao? Lúc năm cưới hè chồng chị đó, có gửi hình cho tôi đó. Đúng rồi. Đi đâu có được đâu. Thì đó. Cách đây 20 năm rồi, lúc đó ảnh mà xấu quá à, mặt
là sân sư quá. Ờ cái mặt như con cóc không à. Ừ, sao thấy sợ đó, luôn anh đi. Đẹp quá, đẹp quá. Trời ơi, về ngủ mà hết hồn luôn á. Nhờ lăng kim tế bào gốc. Ờ là cái mặt anh đút vô đóng kim lăn qua lăn lại. Bậy bạ, không biết cái đó là từ chuyên ngôn. Công nhận mỗi lần lăn kim không cho ra nắng. Tuần lễ vậy mà vợ tôi bắt phải đứng đây mỗi ngày một tiếng đồng hồ á. Vì hy sinh vợ đó cho nên tôi phải đứng đây làm phong thủy. Thôi mà hy sinh vì vợ đi, mời em cho đi lăn lại. Rồi, dắt mời khách vô đi. Dạ, thôi mời anh vô chào. Chào anh, chào anh. Dạ. Chờ tí xíu nha, tôi đón khách nha. Đứng đây nghe. Trời ơi, mới vô kịp hai chồng làm chuyện kỳ cục quá không à. Quên. Giao lưu mỏ chút xíu vậy mà. Quên. Ê, cái này quan trọng. Không được cái này bậy nha. Chết luôn. Cái này là tân gia. Dạ, cảm ơn anh. Cái này là hấp hôn. Dạ, cảm ơn anh. Còn đây là sinh nhật của anh. Dạ. Sinh nhật của chị. Dạ. Cảm ơn anh rạch rồi. Anh chị là thân cũng đi kiểu này nha. Dạ. Chứ ai mà mời đi lần bốn thiệp mà chừng ba lần chắc có nước đi ăn mày luôn á. Anh cũng thân mới dám mời chứ mời người khác tao quánh sao anh. Dạ, thôi mời anh vô. Thôi mời chị. Mà có khách. Dạ, con chào bác Từ. Dạ, con chào bác Trần. Trời ơi, bác có tên xong gọi họ làm chi mà nghe nó sao vậy con? Dạ, vậy con chào bác Biệt. Dạ, con chào bác Ly. Ờ, vậy cho nó nhẹ nhàng. Ủa, tụi con đi đâu đây? Dạ, tụi con đi ăn tiệc. Ủa, bà mời tới hả? Tôi có đâu, tưởng không mời. Tôi đâu mời đâu. Ủa, ai mời tụi con vậy? Dạ, con hai bác mời con. Ê, trời ơi. Dạ. Nó tuốt ở bên Mỹ lận á con. Dạ. Nó nói nếu mà tụi con không đi là tình bạn của tụi con là tan nát bét hết. À, nó gọi điện thoại về cho con hả? Dạ, nó gọi về cho con. Ôi, thằng này nó thương bạn. Dạ, nó nói hôm nay là nhà hai bác đãi tiệc. Đúng dạ, rồi. Mà một tiệc mà tới bốn việc lận. Đúng dạ, cái việc thứ nhất là sinh nhật của bác trai. Đúng rồi. Dạ, sinh nhật bác gái. Dạ, ở tân gia của hai bác. Đúng. Dạ, và lễ hấp hôn của hai bác. Đúng dạ. Rồi. Dạ, nên cô gửi hai bác bốn thiệp. Hai đứa dễ thương nha. Dạ. Dạ. À, mời con vô. Dạ, dạ, dạ. Con mình nó cũng thương mình đó chứ. Đúng rồi. Nó dặn kỹ thấy sợ dặn luôn vậy đó. Đó vậy ở đây được. Nha. Chúc mừng, chúc mừng. Chào chị. Trời ơi, chúc mừng. Chào con nè. À, gửi giống hoa cho bác đi con. Trời ơi, tưởng sợ gì. Chúc mừng anh. Bữa nay tụi nó vợ chồng với em với anh chị là thân quá rồi. Thiệp làm cái gì đúng không? Tiền bạc đó là phù du. Tụi nó đi dọn hoa coi như là ngàn hoa hội tụ một giỏ là cho bốn chuyện luôn. Trời ơi, tụi nói anh chị đãi tiệc thương dễ sợ luôn. Tụi nói đãi mà tụi nói vui dễ sợ vợ chồng nè ha. Sinh nhật cùng ngày cùng tháng cùng năm, tự nhiên hai cái sinh nhật cùng chung cái rồi tự nhiên chung cái tân gia rồi cái chung luôn cái hấp hôn. Tụi nó coi như là tiệc hội tụ. Đại kiểu này ai đi ăn là mạc luôn đó. Với em khôn em đi cái vỗ qua. Đồ đẹp quá ha. Trời ơi, lựa chọn của em mà thấy không? Đồ đỏ này không? Nhẫn đỏ này không? Áo đỏ, môi son nón là không có đỏ nha. Sao vậy? Mấy nón nó lẽ đỏ nó đẹp đặng này nó làm như lông chó hay lông hổ, lông cọp gì vậy? Thấy không? Trời ơi. Cái thằng make up này kỳ, em đã dặn nó rồi là tại cái nón đỏ. Tự nhiên cho cái lông chó, lông bò vô trong này thì khó chịu ghê. Phải không? À. Tức cái áo này nè, cái áo tự nhiên là nó chơi cái hột vàng. À. Em nói là cái hột đỏ, làm cái hột đỏ này. Con nhiêu tuổi rồi? Không, em kể nè anh, đáng là anh nhấn cái hột đỏ với em, nhấn cái hột vàng, giống như nó kỳ cục. Nó sai cái phong thủy của em là cái màu đỏ. Con nhiêu tuổi? Dạ, con 9 tuổi. Lanh thà lanh lẹ, mẹ đang nói chuyện với bác mà nhao nhao cái miệng vô, mẹ đã dạy con bao nhiêu lần rồi. Nói chuyện lia lịa cái miệng. Mày sao mày tài lanh tài khôn quá vậy? Con giống mẹ. Thì mày nói gì với bác, mày nói đi, mày nói đi. Ủa bác hỏi con gì bác? Bác hỏi con nay nhau con bao nhiêu tuổi? Đây nè, em kể cho nghe, ngày xưa em với ba nó đó lấy nhau á là ngày xưa trời đất ơi, tao nó khó khăn lắm anh ơi, không phải muốn đẻ là đẻ đâu. Đừng có nói, để mẹ nói, mày không có kéo để mẹ nói chuyện bác nha. Trời ơi, tao nói hồi xưa kia mà khó khăn lắm. Tao nó rách cái đầm tao nha. Áo dài mà mẹ. Mày nói cái gì mày nói không được, tao tán cắm cái đầu xuống đất bây giờ. Cái gì cũng trải đeo cho bằng được à, hay à. Thôi chị, đừng có nóng quá, nó còn nhỏ, hiểu không? Nói nhỏ nhẹ là nó hiểu. Em rất là xin lỗi anh, không phải tại con cái lâu lâu mình phải nói dài vậy nó mới hiểu chứ. Thương lắm, mẹ thương con nè. Thương, hai mẹ con giống nhau. Chứ lẽ con cái mình phải nựng gì sao? Hay là phải nựng gì à? Nựng gì khó dài lắm. Mình phải tán vô mặt đó, anh hiểu không? Nó mình phải tán vô mặt đó, mình dài vậy nó mới hiểu, anh hiểu không? Mình giả vô mặt đó.
Chào anh chị. Dạ, vợ chồng tôi chào anh chị. Thấy hạnh phúc ghê chưa anh ha? Ôi, gia đình hạnh phúc ghê, nhưng mà cái phối hợp màu hơi dở. Anh mặc áo màu vàng là đẹp rồi nè. Chị mặc áo đỏ đúng rồi nè. Con bé phải mặc áo màu xanh. Đúng rồi. Giống cục đèn giao thông quá. Trời, có duyên hết sợ anh. Đây nè, chúc mừng sinh nhật anh. Chúc mừng sinh nhật chị. Nhận nha. Lễ hấp hôn. Cái này tân gia nhà của hai anh chị. Thay mặt tôi nhận 4 thiệp luôn chứ. Công nhận gia đình có con bé dễ thương dễ sợ luôn á. Cái này đẹp trai quá. Này đẹp trai nè, này mà con đẹp trai chứ con không giống mẹ đâu ha, chắc giống ba. Ủa có duyên nữa kìa, trời có duyên vậy sao, trời có duyên. Ủa có duyên sao. Trời đất ơi, đi lẹ quá trời quá đất luôn à. Trời đất ơi. Ôi, nguyên gia đình giống như bức tranh sơn thủy vậy đó. Bức tranh gì đó không? Toàn gia phúc. Toàn gia phúc. Đẹp đến sợ không? Cha nè, là mẹ nè, con trai út nè, nàng trai lớn phải không? Trời ơi, mà nhìn sao mặt già hơn mẹ luôn á con. Con trai lớn mặt già. Con ăn gì mà mặt già dữ vậy con? Già quá. Mày cho ngắt chút xíu đi. Cho ngắt chút xíu một xíu thôi. Cho ngắt là chút xíu một xíu thôi. Ủa ai vậy anh Biệt? Nói nghe trước khi nhận giao dùm 4 thư đó. À vậy hả? Tôi giới thiệu cho. Bây giờ cho hỏi đi, ai người này là ai vậy? Đây là hàng xóm làm ăn chung. Anh này là... Dạ, tôi tên Nghĩa. Tôi tên Trang. Trời, hai vợ chồng Nghĩa Trang hả? Trời, nghe cái tên nó nghe nó hạnh phúc dễ sợ luôn á. Nghe cái tên thấy nó bình yên. Sao Nghĩa Trang nghe nó bình yên. Trời ơi, mà nó chuyện có duyên thôi. Em là thấy là chuyện có duyên, rất là có duyên. Cảm ơn nha, đây là chồng em. Có duyên quá à. Thôi tôi nói nghe nè, nay tới dự tiệc chứ không tới cái lộn. Xin lỗi Biệt, xin lỗi Biệt, thôi xin lỗi tao. Biết sao không? Bởi vì đi chơi chung với vợ chồng tôi rất hợp. Tại vì tụi tôi là biệt ly. Rồi vô Nghĩa Trang. Không, hợp với vợ chồng em luôn. Ừ hả? Đi nè, chồng em tên Quả. Em là Bành Thị Thiêu. Trời, Quả Thiêu. Quả Thiêu. Từ Trần Biệt Ly vô Nghĩa Trang Quả Thiêu. Là chắc tên cốt quá. Bậy. Con em là tên Sương anh. Ủa tên Sương hả? Ừ. Sương. Sương là cốt, nó cũng vậy thôi, nó cũng gần với nhau thôi, nhưng mà sờ chứ phải S sờ. Không? Trời ơi, mọi người tới đông đủ quá. Mọi người định thành lập dây chuyền công nghệ khép kín thì sao vậy mà tự nhiên gom tên lại thành một chuỗi nha. Không, mà tự nhiên bữa nay tới cái tiệc thì dễ thương ha, cái tiệc. Chưa đâu, cái tiệc mình gia đình mình tụ họp vậy còn thiếu nha. Thiếu gì? Nếu có vàng mã nữa là tốt lắm. Chưa đâu. Anh ba. Ủa, anh ba tên gì? Anh ba bạn tôi dưới quê lên. Anh tên gì? Tên Mã Văn Vàng. Đúng bộ combo. Trời ơi, hãy về nghe tôi phân tích nha. Cái tiệc này rất là may mắn nha. Hai vợ chồng từ Trần nè, tên là Biệt Ly, xong là vô Nghĩa Trang, xong cái mình qua Quả Thiêu, xong rồi cái mình có cốt, xong là có vàng mã đốt. Thôi vậy vô mình hốt cốt ăn. Ê, vô ăn thì đại hỷ, ăn thì vô. Trời ơi, vui quá. Trời ơi, bao nhiêu đây thôi, nên kêu cả xóm hay sao mà chảy quá vậy. Đi vô bạn bè con của hai chú. Bác còn là hả gì? Bạn con chú. Con là bạn của con chú. Ở đó bên Mỹ mà. Dạ bên Mỹ. Nó gọi điện thoại về cho mấy đứa hả? Dạ. Trời, con tôi có lịch sự vậy. Tôi đãi cả hai bàn, nó mời hết 1.5 bàn. Nó có nói rõ hôm nay là 4 đám. Sinh nhật bác trai, sinh nhật bác gái, tân gia. Nhưng mà có đem mấy này không? Hấp hôn. Ý bác có mấy này không? Thấy chưa? Vậy là sao? Mặt nó đơ, nó ngu, tôi biết không có đem này rồi. Thôi giờ chẳng lẽ nó tới lỡ là đuổi về. Thôi vô luôn, có nhiều chơi nhiều. Vô. Tao nói đi ăn tiệc mà tao nói y như là đi ăn đám cưới. Nãy giờ có tưởng chị là cô dâu không hả chứ. Trời ơi, tao nói tôi đi ra ngoài đường tôi ngại muốn chết. Tao nói tôi mua cái áo, tao nói quỷ kia nó kết hột ít thôi. Trời, nó kết nguyên một về hộp, tao nói tôi chết luôn vậy đó. Tôi sợ tới đây tôi đẹp hơn chị mà ai ngờ đẹp hơn thiệt. Chứ đâu có ngờ chị mặc đồ xấu dữ vậy. Cho chị đã chị mình bận đồ. Dạ không sao, bình thường. Tại người ta nói hàng hiệu á, thường thường nó nhu mì hơn hàng chợ. Ý là chị nói tôi hàng hiệu, còn chị là hàng chợ phải không? Dạ, nếu mà có mua hàng chợ á, thì cũng đừng có nói ra người ta mày đánh giá mình chết vậy. Dạ, giàu đừng có nói mình mua hàng chợ. Dạ thôi được rồi, cảm ơn chị. Đúng không anh? Đúng rồi. Dạ, chồng tôi không phải chú rể. Chồng tôi không phải chú rể. Anh đâu có giận đâu phải không? Ui da. Cái gì vậy? Ui da. Sao ai cũng khoái bóp lắm vậy? Bóp gì đâu, tên đừng.
Dạ thôi được rồi. Dạ tôi nghĩ như vậy, chắc là mình có nên dời bàn qua chị để chị ngồi gần ảnh cho gia đình nó sum họp không? Cái gì trời ơi, tính hai vợ chồng đi ăn đám nào ngồi gần nhau hết trơn á, tao nó chia chia nhau ra, trời ngồi với cái chai cái mặt hiểu không, mình ngồi kế hai anh là cho vui để anh đúng không anh, vui ngồi kế nhau vui. Chồng tôi hả? Chồng tôi ờ đâu có giận đâu phải không? Không sao đâu, vợ tôi được cái hiếu khách. Dạ ảnh có cái tiếng nói trong gia đình ghê. Có chứ. Trời khen cái thương sợ. Dạ xin phép mọi người cho tôi tuyên bố lý do. Dạ. Dạ thưa anh Nghĩa chị Trang, dạ thưa anh Ba Vàng Mã, dạ thưa anh Quả chị Thiêu với cháu Sương, dạ với lại tất cả các cháu tuổi teen cùng ông xã. Dạ bữa nay có cái bữa đại tiệc này, dạ nhân dịp là tân gia của vợ chồng tôi, rồi nhân dịp là hấp hôn của vợ chồng tôi, nhân dịp sinh nhật của chồng tôi, nhân dịp sinh nhật của tôi, dạ một công đôi chuyện, à không, một công mà tư chuyện. Nói chung là tiệc hội tụ. Dạ ngàn sao hội tụ. Dạ xin phép cho ông xã của tôi đứng lên tuyên bố lý do nhập tiệc. Trời ơi nói nữa hả? Nói nữa hả? Kính thưa anh chị và mấy con, tôi tuyên bố lý do. Dạ. Ăn đi. Ủa ăn rồi gì từ bỏ hết rồi đấy hả? Hết rồi. Dạ. Bây giờ có mời mấy anh chị nhưng mà mình thôi mình ăn uống cho từ tốn lại chứ, thấy nãy giờ nó hơi nhôn nhôn em sợ nó nhao nhao anh hiểu không? Tại vì người Việt Nam mình cái văn hóa nó lịch sự lắm. Nhưng mà ở đây thì có con nít tôi cho nó ăn trước. Dạ. Anh gấp cho con. Cho con nít ăn trước nha. Xin phép. Nè mời chị. Ôi trời cảm ơn anh. Cảm ơn. Cảm ơn xã. Rồi cảm ơn anh. Mời em. Trời ơi, tôi nói ngại muốn chết luôn vậy đó, tự nhiên ba người chơi ba cục. Thôi em mời chị lại nha. Tôi có rồi. À có rồi hả chị? Thôi em mời anh nè. Em ăn đi. Em ăn hả? Anh không ăn hả? Ông ăn thôi. Dạ. Thôi em mời anh trai nha. Thôi đây còn nhiều mà. Chị cứ tự nhiên. À tự nhiên thôi, giờ tôi cũng tự nhiên. Thôi mời anh trai nè. Được rồi, em ăn đi. Ăn rồi phải không? Vậy thôi giờ thôi thì thôi nè, em con trai ăn không? Dạ không, con ăn. Thôi giờ cô ăn luôn nha. Trời kỳ quá. Ngại chết á. Em tự nhiên phụ nữ ăn ba cục kỳ quá, tôi ngại chết. Bỏ ra lại. Mọi người ăn nha. Trời đất ơi. Quá lịch sự. Em ơi. Em nghĩ sao đồ ăn trong chén của em rồi em gấp em bỏ vô lại cái dĩa chung vậy là người ta ăn lại đồ thừa của em à? Sao đâu này, chưa đụng vô miệng mà. Không mất lịch sự như vậy là không được. Xin lỗi anh. Gia đình tụi em. Để đem làm lại gia đình thì mất lịch sự lắm. Dạ. Em lùa lại vô chứ không phải. Rất kệ nó đi, anh dơ một mình em hưởng. Anh hiểu không? Cái dơ một mình em hưởng thôi, đừng để ai hưởng cái dơ của em đó. Em sợ dơ một mình thì đó. Đó. Nó kệ, em xin lỗi là nó hơi nhiều nhưng mà thôi kệ đi. Đó. Dạ rồi. Cái phần này là của anh chị. Tôm em chưa đụng nha. Tôm em chưa có đụng một con nào đó. Đúng rồi, giờ gia đình em là được cái lịch sự lắm. Cái gì là riêng ra cái đó chứ không dạ, có ảnh hưởng mọi dạ, người. Dạ. Dạ tao bây giờ là Giám ơi. Bộ khoái mà sao nhìn dữ vậy? Không có khoái. Thế sao? Thấy nhỏ nó ăn tung choáng luôn. Bà giờ mà coi những điều kỳ thú. Đứng nhìn. Nhìn ăn không được. Trời ơi, coi lại cái miệng của bà kìa, nó dính tùm lum hết. Chị mở cái kén ra đi. Sao nhát sớ? Nhát cái gì? Ăn rồi tụi đàng hoàng. Ai mà biết đâu, trời đất ơi. Ý trời ơi. Trời ơi, nó trên nó tép quá trời. Coi lại cái miệng mình kìa. Ít dính lắm mà. Ngay nguyên cái mép kìa má. Nè, nè, nguyên hộp đậu phộng nè. Em chưa ăn tôm, em ăn đi. Thôi thôi em nhiều lắm rồi, anh ăn tôm lên đi. Thôi em ăn đi. Dạ thôi em nhận. Không đâu con ngon, phải ăn tôm nữa ngon. Trời ơi, đi con, em đi con. Em trời đất ơi, con ăn ít quá, con ăn nhiều lắm cho nó mập con này thiệt. Nè, suy dinh dưỡng. Dạ, ăn vô đi con. Lỡ rồi, dạ. Anh ăn bông thôi. Tôi bông luôn. À, vậy còn cái bông này thì không ấy mình cho anh ba luôn. À, anh ba vàng mã. Rồi nói chung là rau tôi cũng không thích lắm mà mấy. Cho món mới đi. À, món mới em ơi, món mới. Bây giờ mấy đứa đi nó làm mà ăn ngủ sợ. Trời ơi, vô em phải nói đồ ăn nước sôi vô vô rồi đỡ nó trút đầu chị làm sao. Bỏ ở đâu mà trên đầu trên cổ người ta vậy không biết nữa. Thằng thiệt, trời đất ơi. Dạ, thiệt đây. Cái nó niềm bưng bê mà cái chuyện hà nguyên cái này vô trong mặt mình hiểu không. Tôi mình có chà cái mặt nó để nè, cái mặt mình như này nó chà vô. Chồng em tưởng tượng sao không chịu nổi. Dạ. Không có dạ gì thôi. Đâu vợ em tự nhiên vậy mà phải. Một cái mặt mà dạ. Chà để nguyên vậy sao chịu nổi đúng không chị? Giám ơi,
Dạ má ơi. Khoan. Mời. Thôi giờ cho tôi có ý kiến về cái. Hồi nãy là mọi người gấp cho vợ tôi nhiều quá rồi bà ăn không hết rồi bà bỏ ra lại rồi mất vệ sinh không ai ăn được. Đúng rồi. Thôi không thấy giờ để lịch sự. Em chuột lỗi em gấp cho mọi người ăn đi. Thích chồng chỗ đó đó. Em xin lỗi mấy anh chị cái nãy. Sợ đó cái gì mà. Em sợ ngài lắm, em sợ người ta hiểu lầm em lắm. Bây giờ này gấp cho mọi người miếng nè đó ha. Chị cái que. Này. Hai anh chị hai que. Đó, đây nè. Ăn cùi lắng nè. Bé, ăn cái cùi lắng đi con. Ngon lắm. Đó. Nhỏ này miếng nè. Đó, này. Nhỏ này thương nè, cho ăn cái phao câu. Trời đất ơi, chủ nhà mà không ăn cái đầu mà ủa có cái bông nữa. Gà mà có cái bông ngay đầu cái thương sao. Dễ thương nó sợ luôn. Gà dễ thương ghê ha. Vậy? Bà nội cha nó cái mỏ cháy đen hết. Trời ơi mày ba ơi. Cái mỏ này nó nhiều nè, nó nhiều. Nó quay mà nói nhiều quá mỏ. Cho nên mới thiêu cháy vậy đó. Trời ơi, nó quay mà lòi mắt đây nè. Thương nó gà phi châu. Chị ăn hết Đà Lạt đó chị. Ngon lắm. Dạ cảm ơn chị ăn rồi, cho nó đẹp bây giờ nha. Mọi người ai cũng có hết trơn rồi đó nè, cái này phần này của em rồi. Mời mọi người ăn. Dạ trời ơi bà. Bà nghĩ sao bà quất luôn hai cái đùi vậy, cho con một cái. Trai tụi con nè. Trai của anh nè anh đó, anh ăn đi anh. Ăn đi cái này để anh tự xử được rồi không sao đâu, anh tự nhiên mà. Để mọi người ăn đi anh. Trời ơi, lại có mưa thế là có người bị trời đánh. Ừ. Ừ, không ăn bánh bao hả? Anh ăn cái bánh bao đi anh, bánh bao nó chiên ngon không nè. Thấy cái bánh bao ha mà nó chiên cái màu vàng vậy là màu vàng tới đó, ăn nó rất là ngon, đi ăn đi anh. Không. Mà đáng lẽ đúng ra là nó phải làm bớt dầu lại chút xíu đúng mới ngon. Nè, anh ăn thử đi. Thấy cái bánh bao này ha, nó chiên thật sự ra cũng chưa tới đâu nè, cái bên này vàng bên này còn trắng nè, thấy không, trắng rõ ràng nè, nó chiên chưa có tới, nhưng mà cái ăn đi thôi mà nói chứ cái anh không thích ăn bánh bao nên nhìn cái mặt anh nãy giờ nhần nhự là em biết rồi. Thôi anh ăn đi nè, ăn miếng này đi chứ không ăn dục cũng vậy ha, bỏ uổng đi thôi. Nè ăn đi nè, tôi no rồi nè. Ăn mời không ăn rồi em ăn luôn cho rồi. Ba cái bánh này ngon. Không nhận nha, ở trong bàn tiệc nào mà có gia đình anh chị vui lắm. Trời ơi, cái này tôi vui thích lắm. Trời ơi, đi, đi ăn tiệc chỗ nào đâu các người bể bộ vậy đó. Trời ơi, bất cứ tiệc nào gia đình chủ quý lắm. Quý gia đình em vô cùng. Bởi vậy tao mới nói, mới mời vợ chồng anh chị tới đây chứ ăn xong khỏi lo xà bận. Ủa anh? Em nói thiệt á. Từ xưa giờ em đi ăn bất cứ cái tiệc nào tao nói ăn xong là chủ mê em luôn. Mà rất là thương nha chị. Dạ, chị cứ ăn tự nhiên đi chị. Ủa anh? Chị. Ở đây là nhà mình mà còn ăn vậy, rồi ra nhà hàng nó làm sao? Ừ, nói nghe, ăn thì tập trung ăn, nói nhiều quá không ăn được. Ăn đi. Ăn đi chứ đừng nói nhiều, nói ăn được. Ăn chậm chậm thôi mấy đứa. Trời, Nguyễn ăn gì chết đói vậy? Ăn nhanh dễ sao nhanh thằng. Ăn nhanh quá, mà mày sặc chết giờ á. Ăn gì? Xin lỗi em bị sặc. Em bị sặc, xin lỗi. Khoan, khoan. Ăn đi, để vui. Sao tự nhiên rồi cái đưa cho em nguyên một máng luôn. Em ác xì. Em sorry. Nhưng mà thôi lỡ rồi thì thôi em xin nhận. Chị Quả cần lấy bịch ni lông không? Cái gì vậy? Bỏ về đem về. Cần. Rồi, giờ hai bạn. Rồi. Bỏ vào ạ. Công nhận chồng chu đáo sợ luôn anh. Chuẩn bị cái bọc này. Chuẩn bị cái bọc. Chị dịnh giùm cái mé. Để cái chén này chứ ăn con miếng thâu chứ ăn sao hết. À còn hai cái nè. Để sao để trút về cho mấy chó nhà nó ăn. Trời đất ơi nhiều khi bỏ uổng đồ ăn phí phạm. Bỏ này vô luôn đi chị. Ăn đây. Cái này là để ăn tại bàn. Cái đó là để ăn tại nhà. Đúng rồi, cái này là ăn đây là ăn thiệt. Còn về ăn dặm là ăn này. Sao tự nhiên đau bụng quá. Ủa, nãy giờ anh có ăn cái gì đâu mà đau bụng? Thấy cổ anh ăn không mà anh muốn đau bụng rồi. Anh xin phép anh đi nha. Đi lẹ nha anh. Nè. Ôi, bồi cho món mới mà ơi. Gia đình hiếu khách ghê, trời thích ghê, sợ thích á. Vậy là súp phải không? À, thôi khỏi. Khỏi. Em không cần thiết phải múc. Cái gì vậy? Múc sao ăn? Dạ mời chị húc. Em nói quá, người ta có chồng có con, người ta nói chị húp dẫn khác, nó nói người ta là heo.
À, xin lỗi không. Trời ơi, kỳ quá à, anh nói gì không sợ người ta giận à? Không sao, thôi anh chị cứ tự nhiên nghe ha. Hai chồng mắc cười quá, nói giống như là tự nhiên em là cái người bị ham ăn sao? Em là từ xưa giờ là em chuyên gia mời mọi người mà mắc cười. Xin lỗi, tôi đại diện vợ tôi xin lỗi. Em nhìn chị mặc áo đỏ là biết cái tính cách chị dữ rồi. Múc có chặn nhiễu kìa. Trời ơi, thiệt tình. Trời ơi, cái lứa gì mà múc chậm quá. Mọi người được ăn rồi hả? Chúc mừng mọi người nghe. Thấy chưa, em nói quá. Ba, sao ăn súp đi ba? Chưa. Ủa chưa hả? Anh có ăn không được phải không? Em biết rồi, anh lớn tuổi nhiều khi ăn ba cái súp anh lạnh bụng lắm đúng không? Đúng không? Đúng rồi phải không? Thôi được rồi. Con em thích ăn súp lắm, phải nó ăn giùm anh ba cho nha. Không sao đâu, không có sao hết trơn á, để con em nó ăn giùm cho. Nè, bác ba nhiều nè con, nha. Ăn đi, không có cô chú nào ăn dành với con hết trơn, ăn đi con, nha. Cảm ơn anh ba trước nha. Sao nhường cho nó làm chi vậy? Nhường thế nào? Tôi nói trưa là tôi để cho nó nguội, tôi ăn tôi sợ phỏng. Mới nấu trưa là nó quất lâu rồi. Ủa? Gì? Thế hình như hơi thiếu nghe. Thiếu gì? Nãy giờ đem ra 4 món đủ, thiếu gì? Mà phải thiếu món. Thiếu gì? Thiếu thiệp. Là sao? Để coi anh ba 4 cái. Rồi anh Nghĩa chị Trang 4 cái. Đúng rồi. Hai đứa con 4 cái. Bên kia ăn chùa khỏi tính. Ý, mình mời 4 gia đình, sao đây chỉ có 3 sách bao thơ ta? Hình như nó thiếu cái gì á. Thiếu mà nói thẳng gia đình quả thiếu này chứ rồi. Hèn gì. Nó xúc kỳ vậy ta. Ăn nhiệt tình mà sống thấy bao thơ vậy ta. Ăn mà không có thiệp người ta nói chết luôn á. Như là ăn trên đầu trên cổ người ta á. Dạ. Má xí thì bây giờ anh chị nói sao? Bây giờ anh ý anh chị nói là giống như là tôi đi ăn trực vậy đó hả trời. Trời ơi, mời tôi tới đây mà. Trời ơi, tôi với anh làm ăn lớn mà tôi đã đi một cái vỗ qua rồi nha. Tôi dạ, có đi vỗ qua 1.200.000 cái vỗ đó. Mà. Cái vỗ qua 400.000 tiền qua mà tao nói 800 cục mút. Má, cái đó là quà sinh nhật bạn con tặng cho con mà. Là sao? Không, xin lỗi anh chị, là tại vì đôi khi con em nó không có điều khiển được cái gì nó nói ra. Nó nói những cái điều mà nó không có suy nghĩ. Con nói thiệt mà. Tao giết mày chết, tao giết mày chết liền. Trời ơi, mày lanh quá. Tại là hôn mà. Nó không có biết gì hết trơn á. Là cái này là em mua cái vỏ qua này là của em. Trời, là lúc đầu á là người ta có cái chữ là em dặn dò rõ ràng là ghi là chúc mừng tân gia. Mà dạ, nó bỏ vô lộn cái chữ mà thành kính phân u đó. Là tôi chỉnh ra, tôi lấy ra để tôi đưa lại. Chứ tôi biết là anh chị từ trần biệt ly rồi là đã quá tang thương rồi, hiểu không? Mà đưa cái chữ đó vô anh chị chữ tôi không lịch sự. Tôi đã đi vỏ qua rồi thì tôi nói cái bao thư từ từ mình đi sao đúng không? Không lẽ tôi ăn bận vậy mà tôi đi ăn chực à? Đúng không anh Biệt? Đúng không? Biết đâu chị ơi. Mày ăn đi. Trời ơi, thôi con ăn đi. Món mới luôn đi. Món mới là món gì vậy? Cá. Tiêu à? Sao vậy? Cá là xương. Đâu có gì đâu, ăn chị sợ. Còn nhai xương được mà. Xương gà, chị nhai nuốt trọng luôn. Xương cá ăn nhầm gì chị? Cá xấu rồi còn nhai được luôn á. Nói nào nghe, vợ tôi sợ tanh. Không ăn cá. Tanh thì thôi, vô nằm ghế salon nghỉ tí xíu đi. Ê, đi ra. Em xin là phép đi toilet. Rồi, chờ tí xíu. Cha Nghĩa cho gọi. Cha ở đâu ạ? Alo Nghĩa hả? Cha đang trong toilet. Trời ơi, má ơi, má. Má ở trong toilet, má gọi ra chi mấy gì vậy đó hả? Chưa ăn cái gì mà chưa ăn cái gì sao mà bị đó? Rồi sao tôi chết nhỉ? Thôi thôi cắt máy nha. Rồi thôi. Ông đi toilet cho tôi vô tôi thăm ổng. Ở trên lầu 2 có. Chị cứ lên thẳng ở lầu 2 ở luôn trên đó cũng được nữa. Không, đi xíu về. Mình ăn cá không quen, mọi người ăn chứ nha. Dạ chị đi dễ nha chị. Bà chị vợ anh vui quá. Bà không biết ăn cá hả? Trời ơi, bà sạch tanh hả? Mấy người tôi kêu là 4-5 cá luôn đỡ. Chim có hồ, cái chết trên núi rồi có gì đó. Không đem cá nữa. Bò. Biết rồi, kêu là bò la gu rồi. Ê, dạ, bận quá. Thích cho bò la gu hả? Ông có thờ gì không ăn được bò luôn hả? Đỡ ghê luôn. Không phải chết cha rồi. Quên đem cái điện thoại đi. Trời ơi, thiệt tình. Ủa, đi toilet mau hả? Có đi đâu. Gì hả? Tao nói vừa tới cầu thang mà tao hửi cái mùi là biết bò ra rồi. Cha này xạo hết sợ. Bò mà lắc á. Trời ơi, thích lắm nè. Trời ơi, em thích nhất là ăn thịt bò. Dạ thôi mọi người, chị thích thì thôi để chị ăn hết đi. Dạ. Để để chị cứ ăn tự nhiên thì ở bàn này chắc không ai dành đâu. Chị ăn cho đủ đi, chị làm thái độ giống như tôi ăn giọng ăn giật của người ta. Em múc cho mọi người ăn.
Trời ơi, em thích ăn bò lagu lắm. Trời ơi, cái món này là mê lắm nghe chưa. Hồi xưa đó hả, má em là hả. Ê đây, để em làm cho, để em làm. Để em làm. Để tôi hỗ trợ. Không, để em làm, để em làm. Ôi mà, bớt nóng đi. Chết cha, trời ơi, xin lỗi. Dạ, ai nhắc hả? Trời ơi, làm gì có ai nhắc không, xin lỗi. Xin lỗi, hầu đầu quá, hầu đầu quá, hầu đầu quá. Hầu đầu quá. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Nè, 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 rồi ăn, ăn đi chị. Nè, ăn đi, nè, chị, nè, con này của chị. Nè, ba, ba, ăn củ khoai nè. Dạ, ba, ăn củ khoai nè, ăn ba, ăn củ khoai. Bị bụng sao, nó bị kỳ quá, ăn không được. Ăn ba, ăn khoai đi. Nè, nè, hai bé ăn cà rốt. Đó, ba, khoai, hai bé ăn cà rốt. Rồi, ăn đi, ăn đi. Anh, có bao ni lông không? Còn cái nào không, đưa chị bỏ vô luôn đi. Nãy đi chuẩn bị có một cái à. Yên tâm, nhà tôi có bao bố. Ừ, đúng rồi, đổ bao bố mà đổ đựng gạo đó. Đem ra cho anh, bỏ mấy này đem về luôn. Em thì em buồn, vợ anh ghê. Giống như là tự nhiên nói em cầm bao bố ăn, giống như em là bò. Không được, trời, bao bố chỉ có bò ăn thôi chứ ai mà ăn thì. Vợ anh hiếu khách lắm. Không phải, em là đánh em là đi ăn đâu là em rất là lịch sự. Dạ đây, tôi chủ nhà tôi cũng rất là lịch sự. Cái bao này á, đổ về ăn dặm nó mới đổ. Tôi giúp giùm cho. Trời ơi, đàn bà gái gì mà cái miệng như lỗ đen vũ trụ vậy. Cái gì vô cũng hết hết trơn trời à. Rồi, xong. Nè, cẩn thận nha, bỏ nguyên cái dĩa luôn, tặng luôn cái dĩa. Ui da, nè, 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 nè. Ông anh, giữ đi. Rồi, tôi giữ hả? Ôi, chừng, có đổ chồng. Cái này là lấy thiệt luôn hả vợ? Lấy, ôm cho lấy luôn hả? Cứ lấy. Lấy bỏ ghét. Lấy bỏ ghét. Ừ, cứ lấy cho em, không ăn thì thôi, em ăn giùm. Lẩu, lẩu đi, lẩu đi. Ờ, lẩu đi. Tôi đợi chút xíu đi, đợi lẩu ra tôi đi toilet cái. Còn nhiều món lắm. Tôi đi, tôi rửa tay cái cho tôi tỉnh mặt là chứ tôi ngồi đây tôi mắc cười quá à. Trời ơi, cũng áo đỏ nhau sao cái miệng lành mới về. Nhớ lên lầu 2 nha. Lầu 1 có nghĩa rồi đó. Đi rồi, đi rồi. Biết lẩu gì không? Lẩu gì vậy? Lẩu yến di cá. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Mọi người tự nhiên như ở nhà. Trời ơi. Trời ơi. Trời chết tôi biết. Dạ, bà đâu? Gấp cho ổng đi, ổng kêu vợ ổng kìa. Thôi nghe, bà đi để cho bà đi nghe còn kêu nữa. Đây đây đi. Trời ơi, vợ ơi, vợ lẹ lên. Trời ơi, đi đi. Trời ơi, đi con ơi. Đang kêu vợ tôi. Dạ, bà lẹ lên chứ. Đây, đây, ra rồi. Trời ơi, rửa tay cái cho nó tỉnh táo mặt mày. Lẩu yến di cá. Trời ơi, yến xào di cá là còn đúng có hai con giá vậy trời. Ủa, thấy ghê thiệt, cái nguyên cái bàn thấy ghê thiệt á. Ăn hết trơn rồi phải không? Hết trơn luôn. Dễ sợ thiệt, cái bàn dễ sợ thiệt. Mới đi rửa tay tao nó chưa đầy 2 phút nó ra hết trơn cái lẩu. Ăn mà dòng giống như chết đói mấy chục năm á. Ăn dễ sợ mấy anh chị này, dễ sợ thiệt cái miệng. Cái người này mà ăn như chết đói á, không phải là tất cả những người ở đây ha. Mà là chay, chay. Thằng này bỏ qua à. Vừa phải thôi chứ. Người ta mời tới ăn mà bao thư không đi. Đưa cái vỏ bông của sinh nhật con ngày hôm qua. Mà nghĩ sao mà ăn tàn mạc vậy trời. Tôi đi bao thư. Tôi không đi bao thư ha, thì mai mốt tôi đi bao bố tôi buồn. Thôi mà không phải cho mà anh để cho vợ như anh gây quá mà đúng không vợ nó tự quá tôi nể bây giờ anh ra là sự hả. Tôi nói là nói cái miệng chị á, chị miệng chị lành quá hay không. Thôi mà trời ơi, đi ăn tiệc mà thấy ghê quá. Vui ăn làm chết đói vậy. Thôi mà hiểu rồi chị quá. Ăn hết trơn chị quá. Phải ăn à, không còn không đau nữa. Lửa thôi. Không phải không hiểu vậy mà. Tôi nói cho chị nghe là chị rất là bất lịch sự. Chị không phải là người lịch sự. Tôi nói thiệt các, tôi nhận từ hồi sớm mơ tới giờ rồi. Ủa nghĩ là bạn nhận làm ăn thôi tới, ít ra tôi ở đây có nghe bao nhiêu cái là đâu có nói nữa. Chị đâu có nói nữa. Tôi mệt lắm rồi. Nói anh ba. Thấy chưa? Anh ba đâu có chấp nhận đâu. Anh có chấp nhận đâu đúng không? Đúng rồi. Anh đâu có chấp nhận đâu đúng không? Anh nói đi, anh có chấp nhận không? Không, 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 không. Thấy không? Anh ba còn không chấp nhận. Chị có chấp không? Chị có chấp không? Chị có chấp em không? Đúng không? Đúng hay không? Không chấp. Đúng không? Hai đứa này có chấp không? Có chấp không? Nói đi. Thôi bỏ qua đi. Bây giờ con nói đi đúng không? Mẹ hiền quá mà, từ nãy giờ mẹ nhịn, con thấy đúng không? Mẹ có giữ không con? Mẹ có giữ không? Dạ có. Trời ơi, tao bóp cổ mày chết, tao bóp cổ mày chết. Trời ơi, mày khùng rồi mà. Con nít nó đâu có biết gì đâu. Mày đọc vô vô. Mẹ mua chắc miệng nhanh. Ờ ăn đi, ăn cho nó hạ quả. Ừ đó. Trời ơi. Dạ úp ruột bi. À thích ăn cái này nó tốt cho bao tử anh, lợi đường ruột mà ăn cái này nó có lợi khuẩn nè. Thích nữa hả chị? Thích chứ trời, thích lắm. Dạ thôi được rồi, khỏi mẹ. Gì, mày ăn đây. Đem về ăn hả?
hết đi chị. Thái độ gì? Chị làm thái độ giống như là tôi ăn ăn hết của nhà chị. Chị làm cái thái độ gì vậy hả? Chị mời tao tới đi ăn mà chị làm cái thái độ gì? Về em ra có món phải không thích không? Mà không phải cái gì vậy? Thích thì ý như rằng là cái gì? Cái món đó là không có ăn hết trơn. Đó là vấn đề là người ta có muốn ăn hay là không thôi. Chứ tôi không mời người ta ăn hết trơn đó. Bản thân thì dần giao cũng vậy. Tôi đã mang cho ua ra thì mấy đứa tôi đã mang cho ua tôi. Anh thấy không? Con vợ anh và cái miệng quá trời kìa. Thôi thôi. Tôi nói cho bà nghe nè, bà thấy chồng bà đi lấy mà học hỏi, thấy không? Chồng nè, như vậy mà gọi là chồng, người ta hiền lành như vậy nè. Cái miệng bà giữ bao nhiêu là ông hiền bao nhiêu, giống như tôi là tôi nói bao nhiêu là chồng tôi nó hiền, thấy không? Bà nói bà em mày, để cho tôi bực mình lắm. Mày nó nhìn mày dữ lắm, mày con quỷ cái. Mày là con quỷ cái. Mày mất lịch sự rồi, cái gì mày không ăn hết. Mày bao nhiêu cái ai ăn thì biết nào đâu. Nè, người ta ăn chật nè, nhưng mà người ta im lặng không nói tiếng nào nè. Con mày, mày là cái gì? Mày con yêu quái hay con Satan? Mày ở thì ở, không ở thì mày đi về. Mình nói thôi mình, thôi mình, thôi mình, mà mình xuống mình nói. Dùng phí niệu sau mỗi bữa ăn sẽ ngăn ngừa hấp thu chất béo và hỗ trợ điều trị tốt cho những người rối loạn chuyển hóa mỡ. Bột dinh dưỡng Glybalan, công thức lý tưởng cho những người bị tiểu đường, nguồn dinh dưỡng đầy đủ có thể thay thế cho bữa ăn. Hãy cùng Hương chăm sóc sức khỏe mỗi ngày với nước uống dinh dưỡng Rotation. Trời ơi, bả còn phong long hơn tôi. Chị Duy vô uống rồi đốt phong long là sao?
vậy đi. Rồi, vậy đi. Rồi, vậy trời ơi, sáng giờ có một ly cà phê tới bây giờ luôn. Vô đây kêu nước đi, kêu nước đi, làm nước đi. Uống cái gì? Cho gì uống nấy đi. Trời ơi. Nấy cho gì uống nấy hả? Em dễ lắm, cho gì uống nấy thì em cho trà đi. Đó, có sẵn cái bình trà, lấy ba cái ly cho nó gọn. Trời ơi, vậy là sao mày tính tiền? Nhưng mà sao tao sợp nè. Phải không? Mới đốt bông lông này tao trả tiền cho. Thấy thương ghê, nhớ mày quá à. Hẹn nhau ra gặp mày nè. Chào chí ngủ. Đâu cũng có mặt nó vậy ta. Đâu hả? Cà phê, nước khác. Ê kỳ mày, quán tao bán cà phê, tự nhiên mày mua cà phê chỗ khác mày uống là sao mày? Mày thấy tờ giấy không? Tờ giấy nó đốt không? Sao? Nó mất rồi. Giấy nè. Ờ, nó đốt mối, đốt bông lông đó mày đem vô đi. Nó đốt mày trụi lũi luôn. Trời ơi, dễ sợ. Kệ đi, lỡ mua cà phê chỗ khác rồi. Tại vì thấy ba chị ngồi đây là tôi biết có chuyện vui rồi. Tách vô nói chuyện liền. Nè, tụi tao không rảnh đâu mà nói chuyện vui mày nha mày. Tụi tao mà gặp nhau là có chuyện để nói không chứ chưa bao giờ biết nói chuyện vui luôn nha mày. Chuyện có thiệt không đó. Em mà nói cái chuyện mà không thiệt tán trong mặt liền, tán cái mặt rất nhiều. Nè, coi mấy vị nè. 1, 2, 3 nè. Cái miệng nó xinh thế, chỉ nói điều hay thôi. Trời ơi, vậy hả? Ba miệng thương nè. Nè, miệng này là miệng miệng trái nho nè. À, giống như chó nhai vậy đó. Không, trái nho, ý là cái trái nho dễ thương nhỏ nhỏ nè. Còn miệng này là miệng trái cật nè. Không có cái cật, cái hình bầu dục đẹp. Mày nói tiếng nữa là tao phun mày liền đó. Ừ, nè, cái này miệng mày dễ thương nhất nè. Trái ổi. Cái ổi mà tao cạp nửa bên á. Không có. Cái miệng dễ thương. Cái bậy bạ hoài à. Sao em nói chuyện không? Em kể chuyện thiệt. Rồi. Sao? Chuyện thiệt. Chuyện gì? Cái chuyện mình sắm giữa đúng không? Hả? Sớm trên mới xảy ra một vụ án mạng. Chết người không? Án mạng là chết người thì khỏi gì nữa. Án mạng? Ai vậy? Mình quen biết. Giờ gà. Khoan, tao hỏi nè. Chết người mà sao không có mặt tao? Thường mà ở đâu có chỗ người chết là có tao mà. Ê, vậy bà là đồng phạm phải không? Đồng phạm hả? Bà giết người hả? Bà giết người phải không? Nè. Nó bậy cái bà không à? Sao nó án mạng của mặt bà? Thì tao lại tao coi khách khứa làm sao để tao tiếp khách chứ bộ. Bà điên hay tao chết người tiếp khách gì nữa? À, hiểu. Chủ trại hòm. Chủ trại hòm. Đồ điên. À, chủ trại hòm hả? Ừ. Quên, kinh doanh cái hàng hóa cũng lạ ha. Sốt rơi. Án mạng. Dạ, bây giờ kể đi. Hai đứa trẻ. Ai? Mới dọn về xác mình. À, mới rồi. Thằng Quyền con Lan. Mày mới dọn về ở đầu hẻm là thằng Hoàng con Liên. Phải không? Phải, cái cặp vợ chồng mày trẻ trẻ mà tao lạ tao chưa quen cái gì. Ừ. Không phải, là thằng Liền con Quang. Phải không? Phải bà. Phải cái ngã ba quẹo vô cái nhà mới không? Mới là đầu hai vợ chồng trẻ trẻ đó phải không? Trời ơi, thằng Làng con Quyên mấy ông bà ơi. Ủa? Không biết thì nói, không biết. Thằng Quyền con Lan. Thằng Hoàng con Liên. Thằng Liền con Quang. Mày không ai đúng hết, thằng Làng con Quyên. Trời ơi, thằng Quyền con Lan. Thằng Hoàng con Liên. Thằng Liền con Quang. Thằng trời ơi. Sao thằng Liền con Quang. Cái tên nó rối quá, hậu cỡ nào cũng dính hết trơn nha. Mày sao họ cái mày vợ chồng á, sao tên nào mình gọi cũng dính hết vậy? Bây giờ đừng có nhắc cái gì. Kỵ bà đi, vô đi, vô kỵ bà đi, tên gì kỵ bà. Đại khái là vậy đi. Vô cái tên nó sao nè. Cái vấn đề chính này nè. Trời ơi, nổi da gà nha. Gì chứ kể đi, mày cứ nổi da gà hoài. Cái này tôi kể nhiều. Nó kể mà ta nổi rồi nè. Nguy ghê. Kể lớn sợ quá. Kể nhỏ nghe. Kể bà này nghe. Từng đứa nghe nha. Ghê lắm. Thì sao? Thằng bồ phát hiện con nhỏ có bồ. Ờ. Cầm cái nắm tay nó giọng cái bung mặt nhỏ, cái nắm tay bự như trái dừa. Ghê. Thằng chồng phát hiện con vợ nó có bồ. Nó cầm nguyên cái dừa nó đập cái bóp vô đầu con vợ. Con vợ ngoại tình. Thằng chồng giận quá cầm nguyên cái quầy dừa quật cái mặt. Trời đất ơi. Con vợ ngoại tình, thằng chồng cầm nguyên cái quài dừa đập vô trong mặt. Trời ơi, cái quài dừa mà đập vô trong mặt là còn cái gì? Trời, một trái nó trộn vô đã chết rồi. Nguyên cái quài mà nó quất vô cái tan nát cái mặt quá. Không được. Trộn cái quài dừa vô mặt hồi nào bà nội? Thì bà nói nè, ngoại tình cầm nguyên cái quài dừa trộn vô trong mặt. Nó mới nói cầm trái dừa pha vô mặt. Thì tao nghe mày nói cái nắm tay bằng trái dừa. Cái nắm tay tôi nó giọng vô mặt nó, cái nắm tay nó bằng trái dừa, bật cái bà nổ ra trái dừa, cái bà nổ ra cái quầy dừa luôn hả? Đại khái là trái dừa. Cái miệng bà không có chân thật cảm. Cái miệng bà là cái miệng mà phóng đại. Thôi kể bà này nghe, không kể bà đó. Kể đi, mệt quá, nói có câu chuyện mà nói đẩy ra tùm lum tà lắm. Kể sự thật cho người ta nghe. Kể đi. Thấy ghê lắm. Xong rồi cái hả, con vợ đâu có nhịn. Ừ. Con vợ đâu có nhịn. Bán cái bóp mặt, méo mặt chồng. Không thể là con vợ đâu có nhịn. Cầm nguyên cái chai bia quất cái bóp đầu. Trời ơi, méo mặt luôn. Con
nó tức nó đâu có nhịn. Rồi nó cầm cái búa nó chém đầu thằng chồng. Trời ơi, ngoại tình thì lý dị đi, mắc cái gì phải lấy búa đập đầu người ta. Trời ơi, án mạng, cái búa đập đầu người ta thì còn gì là cái đầu nữa. Má, má chết. Đập búa hồi nào? Thì bà là nói lấy cái búa. Thì mới nói lấy chai bia đập đầu. Lấy chai bia đập đầu, thì tôi nói lấy chai bia đập đầu. Con kể là nó tát vô mặt thôi, má đâu ra chai bia rồi cái búa mà ra cái búa nữa. Thôi mọi người mày kể cho nó kể ba người nghe đi. Kể chung là súng sùm lại nghe nè. Xong rồi cái hà tối á, đêm về thằng đó nó cười. Hả? Cười gì thế ghê vậy? Ê, nó giết người mà nó cười được. Biến thái. Biến thái. Ờ, sao nữa? Ghê quá mày ơi. Mà mày kể đi, tự nhiên cái mày cười lại giống Minh Họa, Minh Họa. Nó cười xong. Gì tự nhiên bà cười. Tao Minh Họa. Bà cười bè ghê quá. Trời ơi. Nó cười xong. Nó mới nói như mặt nó nè. Anh đã giết được em rồi. Máu của anh và em sẽ hòa quyện và em sẽ mãi mãi không siêu thoát. Trời ơi. Sao máu hai người nó hòa quyện được mày? Rồi nó giết nha. Giết được các mạch tự tử luôn. Ông chồng tự tử luôn. Chết cha vậy là tao được hai cái hồn. Bà rảnh quá. Bà vui, bà vui. Mày này thiệt. Lẹ đi để tao lên sớm cho coi coi sao. Mà không ai phát hiện. Ba ngày rồi đó. Ba ngày sao phải vui chứ. Chết ba ngày sao không ai phát hiện gì ta. Mà lúc nó chết làm như nó mở mới lạnh âm mười mấy độ bơi sát nó ướp kiểu. Rồi sao mày biết? Ai phát hiện được. Tôi phát hiện. Mà sao phát hiện được? Trời ơi. Tôi là cái con mắt tôi dễ sợ nó tôi đi ngang. Tôi thấy nó hiện tượng lạ xuất hiện ngay cả nhà nó biết liền. Đi ngang ha. Có tưởng tượng nha. Tưởng tượng nha. Biết con cú á. Trời ơi, chỗ chim nào cú con chim cú biết không? Xui lắm. Nè, chỗ nào có người chết là con chim cú bay vô đầu ngay nhà đó, phải không? Nó vô, nó mổ thịt, nó rỉa thịt đó. Nó đậu cái xác nữa đó. Sai rồi. Chứ sao? Ba cái đó nói làm gì? Con chim cú nha. Cái con chim cú nha. Màu đen nha. Mà nó bay ngang cái nhà đó nha. Bay luôn. Bay luôn. Chim cú. Không đậu mà bay luôn. Vậy sao phát hiện được người chết ổng? Con người là cái nhà đó nguy hiểm. Cái gì đó mới không dám đậu mà nó bay luôn. Đậu là nói làm gì nó bay luôn là còn sợ cái nhà đó. Nhưng mà rồi sao mày phát hiện được? Hiện tượng thứ hai là gì? Cái gì? Con chuột cống. Có thấy con chuột cống nào mà cái đuôi 3.2 chưa? Trời đất ơi, con này con quái vậy. Đuôi như cuộn chỉ. Trời đất ơi, mặt con chuột cống làm như nó quá lông. Chuột cống như con nương á. Trơn lùi, không có con cộng lông. Làm như nó dính bẻ chuột nhiều lần rồi. Rồi nó nghe cái mùi xác chết nó lại chỗ nhà đó hả? Nó bò được cái nhà đó ha. Nó hửi ngay cái thùng rác ha. Rồi ăn xíu ha. Chạy luôn. Trời ơi, con chuột cống là nó chuyên môn hửi mùi thúi mà bây giờ nó còn chê nó bỏ đi là bà biết có vấn đề rồi. Con nghĩ là hai vợ chồng nó bấy nhây hết rồi chứ nổi chứ không nổi luôn rồi. Rồi con chuột chạy luôn, con chim chạy luôn thì sao mày nó sao cái này mà ghê nè. Cái gì? Một con mèo đen xuất hiện. À, mèo đen trong linh dương. Cậu, không phải người ta gọi là linh dương. Bậy, ta gọi là thú linh nữa. Trời đất ơi, tầm bậy tầm bạ không hà. Chứ sao? Dạ thưa, cái con đó người ta kêu là con linh miêu. Đúng rồi. Đám ma nào mà có linh miêu á là người nhà phải ngồi canh chứ không thôi con linh miêu nó nhảy cái xác chết nó bật vậy. Trời đất ơi. Nhảy. Đó nó nhảy. Trời ơi. Từ đằng xa 30 mét con linh miêu nó đi. Mà nó đi như con báo vậy. Nó chạy 70 km giờ nó phóng cái quèo đến nhà đó. Vô cái hàng rào. Nhảy qua xác chết. Chưa vô cái hàng rào hả? Rồi sao nữa? Đậu ngay trước cửa nhà. Rồi sao nữa? Sau đó ha, trời nhìn cái mắt nó ghê lắm. Nó nhìn trừng trừng vô cái nhà nha. Nhìn nha. Trời đất ơi, ghê quá mày. Nhìn vậy nè. Mày làm với tao cũng không vậy. Thì tao làm gì nó. Nhìn vô cái nhà đó. Rồi sao? Tôi nghe một âm thanh ghê rợn phát ra. Trời ơi. Bà biết âm thanh gì không? Âm thanh gì? Một cái phẹt. Nó làm một bãi xong nó bỏ đi. Nó làm một con linh miêu tới ngay cái nhà đó, nó đậu ngay cái hàng rào. Nó làm một cái phẹt, nó đậu nguyên được bãi, nó bỏ đi. Con nó ghê thì nó làm một cái ra hết luôn. Bãi gì ta? Bãi gì vậy? Bà ơi bà. Bãi gì? Là con mèo nó tới trước cửa nhà nó ị đó bà nội. Đúng rồi đó. Xong rồi bỏ đi. Ủa thường thường là con linh miêu nhảy qua xác chết mới phát hiện được. Con mèo nó làm một ị vậy mà sao mày phát hiện được xác chết? Không có hiểu. Tại sao bay vào nhà nó không nghĩ nó ị ngay nhà đó? Tại sao? Đúng rồi, cái nhà âm chứ. Biết cái nhà, biết bao nhiêu cái một cái hẻm, biết bao nhiêu nhà không ị nhà nào canh cái nhà có ma. Thì là có vấn đề. Âm chứ. Rồi, đất quá. Không hiểu, tánh không hiểu. Chết rồi, nghĩa là bán hòm mà không có hiểu gì vật lý. Chết rồi mà cái nát tan. Mà mày nói sao cái cặp vợ chồng này chết bao lâu rồi? 3 ngày. Trời đất ơi, tôi nói thiệt 3 ngày qua ha. Ủa? Cái bà bán hủ tiếu mà ở gần nhà mình đối diện nè, bà bán hủ tiếu. Bà 7. Bà đi ngang thôi nha. Ừ. Bà về bà già luôn. Cái mặt bà già hơn chị nữa. Ủa bà già hơn tao mà. Ủa vậy hả?
Ý mẹ mẹ chết 3 ngày rồi hả? Mà phải thằng Hoàng con Liên không? Thằng đầu hẹp. Thằng Quyền con Lan. Thằng Hoàng con Liên cái nhà mới hẹp. Mướn đó phải không? Nó mới dọn về hai đứa trẻ. Ê, vợ chồng ta mới thấy hôm qua nó đi ăn hủ tiếu mà. Đúng rồi. Con vợ nó là qua tiệm nhỏ em tôi làm móng tay móng chân bển mà ông nói gì vậy trời? Có không? Có. Mà cái giày chết đâu chưa? 3 ngày. Mà sao chưa gặp hôm ngày? Mới đây mà sao kỳ vậy? Ủa mà mày rõ ràng là mày thấy là vợ chồng chết không? Mày kính mắt mày thấy không? Không. Đón nó chết. Đón. Mày sao vợ chồng ta bị đón chết? Đứng nghe nó nói chuyện, nó nói về đón nó chết rồi. Vậy thì phải báo công an vợ chồng chuẩn bị chết phải không? Không có báo. Chứ sao? Tôi thấy con mèo nó ị, tôi cũng nghi. Cái tôi mới vô cái nhà đó. Tôi mới hỏi, hỏi là người ta chết chưa để mình biết mình báo. Đúng rồi. Tôi mới hỏi ra là tôi biết tụi nó chưa chết. Tụi nó là diễn viên, nó thoại tuồng á, nó tập tuồng với nhau rồi nó chửi nhau vậy tưởng nó chết rồi. Tin này tạc cho trong mặt mày không? Ơ chồng, trời ơi. Tao nghe là cái này nó vô cái mỏ của mày. Cái tên đó, nguyên cái này nè, tao tưới từ trên đầu mày, tao tưới xuống. Chút xíu nữa là tao đi xuống xóm dưới tao kể rồi thằng quỷ. Bởi vì cái thằng này nói tiếng là cái gì hả? Tào lao. Bởi vì tào lao ở xóm gọi là tài lanh. Ủa sao mày nói gì không dính líu vậy? Tào lao rồi tài lanh, dám nói tôi là tài linh lắm. Má. Bà tè đấy ha. Mà nghĩ sao bà tài linh? Trời ơi, chuyện gì mà cũng nói chuyện là này không có vui. Chuyện này có thiệt mà nó hồi hộp. Chuyện có thiệt đi ba chị nè, có tình yêu cái gì kể thiệt. Nè, chuyện thiệt là chuyện của tôi nè. Kể đi. Sáng giờ là tôi cũng bực bội, tôi không có khách mà tôi đợi. Bên nay bà có ghé uống cà phê không? Tôi kể cho bà nghe tôi buồn lắm. Hay quá, kể liền đi. Chuyện gì vậy? Khoa chưa kể mà thấy mặt nó buồn rồi đó. Chuyện chồng của em. Chồng sao nữa? Mày sao nữa? Bị cái gì? Ngoại tình à? Có ngoại tình. Bị gì? Bệnh lạ. Chết cha, bệnh lạ. Bệnh lạ mà bác sĩ không tìm ra được hả? Chưa có tìm ra được. Sida, sida. Không, trời ơi, bệnh đó là quen rồi chứ sida gì nữa. Bó tay hả cưng? Cái bệnh lạ là cái bệnh gì vậy? Ngộ lắm. Sao? Thời gian gần đây bắt đầu từ bây giờ mà khoảng mà giờ gà vô chuồng là ổng vô mùng. Trời ơi, sớm vậy? Rất là sớm, bởi em mới thấy ổng rất là lạ. Ổng ngủ từ tối tới sáng, từ sáng tới tối ổng ngủ li bì, nói chung là không có giờ giấc. Nhưng mà ngủ mà ngộ lắm, cái giấc ngủ ổng từ tối mà đến khoảng 12 giờ khuya á chị. Giờ linh đó. Cái giờ ghê quá. Giờ đó bắt đầu 12 giờ đồng hồ vừa có cái bon là bắt đầu xuất hiện. Hả? Cái chuyện gì? Cái gì? Ổng ngái. Ủa rồi sao nữa? Rồi sao? Thì ổng ngái. Rồi sao nữa? Thì đâu có sao, thì ổng ngái thôi đó. Trời ơi, tôi cho bà ăn cái ly mặt liền. Trời ơi, con mẹ điên. Trời ơi, ngái là chuyện bình thường thôi đó hả? Trời ơi, mà mày nói chồng mày bệnh lạ bởi vì mày cũng ở trên mây vậy ha. Trời. Mẹ ăn cơm dưới đất nói chuyện trên trời nè. Trời ơi, ngái là chuyện có gì đâu. Thì ông ngái, ông không có để cho ai ngủ được. Chị biết nhiều bữa chạy tôi ở trên sân thượng ngủ không được, chạy xuống đất là ngủ cũng không được. Chỉ cách chị liền. Trời ơi, cái gì đâu mà khó khăn. Trời ơi, chồng mà ngái đúng không? Ngủ không được không? Cây gối đó, nó nằm vậy á, đè lên đó, đè mà nó tay chân nó kháng cự á, mình kẹp lại khi nào mà nó u xuôi là thả ra là hết ngái. Là có cái gối chấn mặt lại phải không? Đúng. Là bởi vì con mẹ là ác phụ nè, cái thứ hổng chồng là như vậy đó. Bà nghĩ sao vậy? Cái gối mà đập vô mặt người ta thì còn đường đâu người ta thở. Ê, mày nói tao không chồng chắc mày có chồng. Tôi chưa muốn chồng nhưng mà tôi có kinh nghiệm về cái vụ ngái này. Tự nhiên lấy nguyên gối ập vô mặt người ta, mày đừng nghe lời chỉ nghe chưa? Chứ chừng sao? Thì giờ vậy nè, đơn giản thôi, bây giờ ngái là nó xuất phát từ đâu? Nó xuất phát từ cái đường thở. Đúng rồi. Đường thở từ đâu? Tôi nói ủi, mày thấy thay, tao nói chuyện rất là khoa học. Khoa học. Đó, thì mày chỉ làm sao cho cái đường thở đừng xuất phát ra tiếng ngái thôi. Rất là đơn giản, tự nhiên lấy nguyên cái gói ập vô mặt. Bây giờ nghe là tao nè, đi ra ngoài tiệm thuốc tây. Tiệm thuốc tây. Nói người ta bán cho cái loại bông gòn mà bông gòn bạch tuyết. Mày quấn bông gòn lại. Quấn cho thiệt chặt. Vừa gọn bông luôn cái đường thở luôn. Vậy là xong. Là hai cái lỗ mũi. Rồi xong thì mày ra tiệm băng sáo. Dạ. Mày mua băng keo. À. Đó, mày mua băng keo mà băng keo thép. Băng keo thép đó. Mày kiếm băng keo cái bề ngang nó vô đây. À. Đó, mày về nhà mày dán vừa tâm vô cái khẩu hình ngái. Vậy đó, tao hứa với mày 2 tiếng đồng hồ sau mày còn nghe tiếng chồng mày ngái, tao làm con mày đẻ. Sao nghe được chị? Quá học bích luôn rồi. Luôn là 2 tiếng sau là không bao giờ ngái nữa. Tắt luôn cái đường thở đó. Cuộc đời không bao giờ có cơ hội ngái nữa luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Là chồng tôi chết. Là chôn luôn đó. Là bích luôn cái đường thở là y chang, nói chung là hai cái cách, cách bạo lực, cách nhung mì thôi mà hai đường nó là một, đó là cuối cùng chồng bà cũng chết á. Sao kỳ vậy? Đường nào cũng vậy ra mã nữa á. Ủa vậy hả? Tao đoán vậy thôi, tao suy nghĩ vậy thôi. Bà nói nhiều nữa. Trời đất ơi, chị nói chị đừng đi. Đây nè, dân gian là đây. Mày nữa hả? Thôi để tôi chỉ cho cách này. Dân gian không vậy? Đây, dân gian là đây. Vậy sao? Phương pháp đầy mình. À. Trời ơi, không phải tài lanh nhưng mà
ổn không? Trời đất ơi, không phải thay lanh mà chỉ là vô à. Vậy nói đi. Sao? Hột mới muối hột. Muối hột. Hạ cái họng ra chất đầy muối hột vô miệng. Đó. Cho nó dung hơn nha, đừng để nó lố, dung nó dung miệng lên. À. Ngậm một đêm cái tinh chất muối hột tan ra nó chua vô họng, nông loa đúng rồi, đúng rồi. Tanh Ưng nói là sát trùng, muốn không sát loa. Sát trùng sẽ hết. Phải không? Cái đó hết phải không? Vậy làm thử đi đó chị kìa. Phải không? Đi làm liền. Vậy tôi về tôi làm liền. Bây giờ sống mặt sẵn ổng đang ăn ngủ nè. Vậy ok đi, tao con choáng giùm cho. Đi. Chút xíu rồi có gì em trở lại nha. Có chừng quán giùm em nha. Tội nghiệp lắm. Có chồng như không à. Trời ơi, nhắc vụ chồng con sao buồn quá à. Bà làm gì bà có chồng. Trời nhắc chuyện chồng con sao tao buồn quá. Ước mơ. Ước mơ để được buồn. Sao chứ được. Tao phải làm chứ ghê vậy. Tao nói vụ chồng con tao buồn. Cái gì buồn? Mấy bữa nay nè. Đấy là buồn dữ lắm. Buồn cái gì? Buồn chuyện gì chị nói nghe coi. Tao buồn là con nhỏ hàng xóm của tao á. Nó sao? Bữa nào nó cũng khóc hết trơn rồi. Nó lãng nữa. Cái này cũng lãng giang nữa. Tự nhiên hàng xóm khóc mắt mới tới chị mà chị không buồn. Không đúng rồi, nhiều khi hàng xóm khóc mà chị ngủ không được, chị buồn bực phải không? Không phải, ngủ rất là ngon. Vậy mắt gì buồn? Mắt gì chị buồn? Con nhỏ đó hả? Nó bị người ta giật chồng nó. Trời đất ơi, con gái bị giật chồng. Đất ơi, giả mang nó người ta giật chồng đó hả? Ủa mà người ta... Nhỏ đẹp không? Nhỏ đẹp không? Nhỏ đẹp, nhỏ như người mẫu vậy đó. Trời rau, ơi. Ráo. Con nhỏ mà người mẫu mà thằng con nhỏ nào mà giật được chồng nó nghe là con nó phải đẹp hơn nữa à. Không, con nó già hơn, xấu hơn. Ôi. Vậy là con nhỏ chắc là cao tao ấn lắm phải không chị? Chắc nó có chiêu. Có chiêu rồi. Có chiêu rồi. Ủa mà nó nghe nè. Mà cái người thứ mà giật chồng ta em thì cái thứ đó là đồ dứt bỏ. Đúng rồi. Khốn nạn, cái dạng giật chồng ta là cỡ nào cũng có cái hậu không tốt mà. Làm gì là ông thiếu phải nhảy vô giật chồng ta. Bởi cái thứ mà giật chồng là cái thứ khốn nạn. Em nói thẳng là khốn nạn. Chửi ta dữ vậy. Trời ơi chị em hỏi. Khi cũng có nỗi khổ. Khổ cái gì? Mà nói đã giật chồng là khốn nạn. Nhưng rồi. Mà cái gì nè, mà ác gì cái là tao biết cái nhỏ giật chồng của nhỏ này. Đó, bà này bà biết nè, bởi vì chị cái tư tưởng đấu tranh khó lắm. Bởi vì điều đó mà chị biết hồi nãy chị buồn chứ. Không gì biết đó. Là nên kể hay không nên kể đó. Chị, cái con nhỏ mà đi giật chồng người ta đó chị. Hey, đừng nói là bà con nhà chị nghe. Không phải. Bạn thân bà mới khổ nè. Không phải. Chứ gì nhỏ là ai chị? Chị. Con người ta đẹp thì người mẫu. Mà bà thì trời ơi dung nhan bà mà đi giật chồng người ta được trời ơi. Khoan. Quay làm gì á? Trời ơi. Cái chuyện mà chị giật chồng người ta thì có thể là coi như tạm tin được đi. Ta không tin. Thì có kể có như cho là tin đi. Nhưng mà cái chuyện mà bà giật được chồng của một con người mẫu là cái đó nó hơi phi lý à. Phi lý à. Nhưng mà nó có thiệt. Lý mà nó có thiệt. Thiệt tình vậy đó hả? Đáng lẽ ta không nói nhưng mà tại vì mình là chị em rồi. Coi là cắt máu ăn thề có chuyện gì phải nói nghe cho nên mình nói chứ chuyện này mình cũng nên nói. Thôi bây giờ nói thiệt vậy nha. Sao? Nói thiệt đi. Mà chị nó có phải không? Có. Thật sự em nói không phải là em chê vậy gì hiểu không? Ừ. Nói là mình thẳng thôi. Nói thẳng đi không chị phải là chê ha. Nhưng mà chị nè, vừa mập vừa lùn không? Vừa xấu vừa thấy gớm. Ăn nói là vô duyên thấy không? Sao có thiện? Đó, thấy không? Đúng là mày nói những khuyết điểm của tao không? Nó đâu có chê tao đâu. Nói những khuyết điểm của tao không à. Mày đừng khốn nạn nha mày. Mày thấy tao xấu mày nói. Trời ơi, xấu mới chừa đường đẹp chứ không chị cũng được chứ không phải nó đổi nào. Nói nghe là. Ví dụ như là chị thì nở thì chị hơn thì nở. Nói chung em nói chị hơn thì nở chứ em không nói chung á là chồng con nhỏ này thì cũng có đúng mới chỉ là quen biết vậy thôi. Thôi vậy đúng rồi. Thôi hiểu không? Thôi vậy được. Nghĩa là nó chưa có là chính thức đã đám cưới đám hỏi thì mình có quyền mình yêu đúng không? Đồng ý. Mà nói chị đã nói tình yêu thì không có phân biệt em ơi nó mù quáng lắm em ơi. Đủ vậy lắm. Mà cũng yêu được nữa hả? Trời đất ơi bởi vậy đó. Còn yêu không? Còn đó. Ghê vậy? Trời đất ơi. Chị mà à? Cái anh đó đẹp trai lắm mà chết người chứ. Chị nói đúng đó. Sao vậy? Một khi mà yêu mà mình cũng đâu có thể nào mình phân biệt là người đó đã có người yêu hay là chưa, hay là người đó có yêu mình thật lòng hay là chưa, hay là cái tuổi tác hay là cái phân biệt giai cấp hay là sang đẹp hay xấu hèn gì đâu. Bà nói chuyện làm như bả đang yêu không ơi. Cái gì? Đàn ấy đang yêu à? Anh ấy á ở xóm dưới mình. Trời đất ơi xóm dưới. Hay quá. Ai vậy? Tình yêu tôi ta đang trong vòng bí mật bởi vì anh ấy là Việt Kiều Áo. Việt Kiều Áo hả? Tên gì tên gì? Không biết tên ảnh ở đây là cái gì nhưng mà khi tôi ta lên mạng chat á thì nickname của ảnh là Victor Lâm. Tên hay Victor Lâm. Gì vậy chị? Việt Kiều Áo hả? Việt Kiều Áo. Ôi, chị em mình cũng đồng hội đồng thiện nha. Chị cũng có người yêu là cái thằng mà chị giật chồng ta Việt Kiều Áo hả? Anh ấy. Việt Kiều Ý. Bên này Áo bên này Ý hả? Cô đi Lâm. Người ta giá trên mạng.
Bên này là Victor Lâm, bên này Tony Lâm. Sao trùng khớp tên giống giống nhau mà. Mà cái ông đó là ông lớn chị không? Nói nào ngay trong cái giấy tờ giấy khai sinh á. À khai sinh. Thì anh ấy và chị thì tuổi tác hơi chênh lệch chút đỉnh. Ông già hơn nhiều phải không? Ồ nhưng mà ông giờ sao? Không. Già thì thôi không sao, cái chuyện nó bình thường. Bé hơn chị một chút đỉnh. Chút đỉnh không sao, cầm gì hết. Bề ngoài thì hai đứa xứng nhau mà lắm. Bé hơn bao nhiêu tuổi mà chút đỉnh? Thì năm nay là chị được 45 tuổi. Ừ. Còn ảnh á thì cũng đã được 25 tuổi rồi. Trời đất ơi, có 20 tuổi à, không có nhiều đâu. Anh chị tao có xê sao? 20 tuổi à chị? 20 thôi tao mới làm dữ vậy. Chừng nào mà tao 45 ảnh mới 1 tuổi thì mới là gọi là xê xích. À. Thằng này là ảnh qua tuổi thành niên rồi. Lúc đó bà là má người ta rồi đó. Mày có bậy. Đẹp lắm. Diễn tả. Cao 8m1. 8m1. Bé. Trời ơi bà. 8m1 là từ đây lên tới cái lầu 7 tấm bên kia đó má. Ê, nước ngoài ta hay nói ngược lại lắm. Nhiều. Anh cao 1m8. 1m81. Trời ơi, 1m81 là 8m1. Ê, Tony Lâm cũng 81 luôn. 1m81 luôn. Đi trời. Vậy. Oh, yeah. Rồi sao nữa, gương mặt sao? Nước da ta ảnh ngâm. Nước da ta nói đẹp lắm. Ừ. Râu quay nón. Chị của râu quay nón. Ủa, cái râu quay nón luôn. Mà con mắt nghe, nó như là người Ấn gì đó. Mắt Ấn hả? Đúng mắt rồi. Ôi, chung bài trận mà con mắt nó đa tình dữ lắm. Ừ, trời ơi, cái miệng trái tim. Ê, có hai lỗ đồng tiền. Ừ, cái lỗ mũi cao chót vót. Như mũi sữa vậy đó. Ê, chị nói chồng kép chị đó hả? Ừ. Sao giống kép em quá vậy? Người chắc người giống người. Oh, yeah. Tôi nói hai cái này mà hai bà không ồ vé nữa thôi nè. Bên này là Việt Kiều áo. Bên này Việt Kiều Ý. Này biết tao lầm. Tony Lâm. Ồ, hai đứa nó là một đó. Không có lầm lầm gì chứ á. Cái thằng Lắm nó sống dưới nè. Cái thằng Lắm là cái thằng mà bạn của em đi em gặp nó hoài. Nó là chuyên gia đi gặp mấy mẹ già mà ngu á, già mà xấu, già mà vẫn ế chảy ra mà không ai dòm á, thấy không? Đói khát tình thương mà đau thương tình cảm á, là nó gom lợi để nó quen rồi nó môi tiền, hiểu không? Em được ở đó bậy nghe chưa? Nói trật cất, không bạn có. Bạn ta chị không có vậy nghe chưa? Có bây giờ có đâu rồi đó không? Có đồng tiền không? Có. Mặt đen? Đó. Răng trắng? Đó. Màu trái tim? Đó. Đúng không? Đúng. Mà đặc biệt bên này Việt Kiều Út không? Đúng. Việt Kiều áo? Việt Kiều Út Ý. À Ý. Áo Ý. Thằng đó là người Ấn. Mấy má nó đen thò lùi, nó Ấn Độ á, nó lai á. Ủa, thế chẳng lẽ chị giật chồng em? Em thấy nó hôm qua mới chở con mẹ nào mập lùng lùng chạy ngang cầu bông nè. Đúng rồi, ngày hôm qua là ảnh nói là ảnh chở mẹ ảnh đi công chuyện. Là bà đó. Bà là mẹ nó đó. Hôm qua cái miệng này là bà là mẹ nó đó. Ủa, hôm qua em trông thấy nè. Hôm bữa đó là nó chở con mẹ nào cao cao, cái tướng như bà này nè, lại bên cầu kiệu đó. Hôm bữa chở chị đi mà. Ờ, chị có gặp chị thấy không? Anh nói là bà ngoại à. Hả? Bà lên chức bà ngoại luôn, bà này mới làm mẹ rồi bà lên bà ngoại luôn. Trời, tôi chúc mừng hai. Ủa? Chị, hai chị đã trở thành sư mẫu. Nói vậy, lầm là lâm. Lâm là lầm, mà hai đứa nó là thằng Lắm á. Chị quen với chồng em được bao lâu rồi? Em quen với bạn trai chị được bao lâu rồi? Lâu lắm rồi, 2 tháng. Đúng. 2 tháng. 2 tháng mà nó quen được hai bà, mỗi bà được con tháng rồi mấy má. Kể từ giờ phút này chị yêu cầu em cắt đứt quan hệ với bạn trai của chị. Tôi cũng yêu cầu bà đừng quan hệ bạn trai tôi nữa. Chị nói nhỏ nhẹ không nghe. Bây giờ mày muốn gì? Nè chị, chuyện tình cảm nhau chị đừng để anh chị em bạn bè mình xích mích. Bà nội cha mày con mất dạy. Trời đất chồng tao, bây giờ mày muốn cái gì vậy? Trời ơi. Bây giờ mày nói đại tiếp đi, bây giờ mày muốn cái gì? À mày ra đây, muốn gì ra đây? Ra đây. Muốn cái gì hả? Vậy mày bảo mày là bảo mày mà đụng tới người yêu của tao. Khoan. Lùi ra. Tao có cự ly đàng hoàng. Rồi. Chị. Chửi. Bà nói thiệt cho mày nữa nghe. Mày đụng cái người đàn ông của tao là mày chết mày luôn. Đi đi. Đây bà nói tao không quan trọng. Người đàn ông bây giờ lời nói đó không thể giải quyết được vấn đề, chúng ta phải hành động thôi. Bây giờ trước khi hai chị bước vào cuộc tử sinh chiến, cuộc chiến sinh tử, à cuộc chiến sinh tiễn, một sinh tử chiến, cuộc chiến sinh tử, cuộc một mất một còn, đúng rồi, nói chung là một cuộc sinh chiến tử. Ờ vậy đi, chúng ta hãy cắt máu ăn thề, uống rượu da bôi. Uống thì uống, không có cắt máu. Máu đâu mà cắt. Chéo tay đi. Chéo đi. Ủa?
Tốt lắm. Và bây giờ án binh bắt đầu một giây. Muốn xin qua quán hủ tiếu mượn vũ khí. Bắt đầu. Trúng em luôn. Giết. Tao không có sao hết. Mày trúng sao mà máu mũi mày chảy. Mày cười tao à. Mày nhìn lại cái bỏ mày có hơn tao không? Bỏ tao sao? Sao nó sưng một cục? Đừng nói gì nữa, đừng nói gì nữa. Không thể chấp nhận được nữa. Chơi tới đi. Xin chung dịch phương này. Xuống. Mày chơi cái gì vậy? Ngồi ngồi. Rồi xong. Trọng tài ra. Giải lao, giải lao. Giải lao, giải lao. Giải lao. Cái gì vậy? Cái gì mà tự nhiên hai chị em giờ đánh lộn rồi? Chị em cái gì nữa? Không còn chị em gì hết á. Nó giật bạn trai tao. Bộ đàn ông hết rồi hả? Nó giật kép của tao. Đúng. Ủa cái gì? Tự nhiên hai người đó là giật giật kép nhau là sao bây giờ? Có nghĩa là chồng của tao nó giật. Đúng. À, có nghĩa là thay thì cái mày 2 tháng nay tao đã có bồ rồi, tao giấu mày. Chồng của tao là Việt Kiều Áo, nó tên là Victor Lâm. Tưởng sao? Nó nói là chồng của tao là chồng của nó. Việt Kiều Ý. Trời ơi. Việt Kiều Áo. Thôi đi Lâm. Thôi. Victor Lâm. Thôi. Đừng có gây nhau nữa. Bây giờ em có ý kiến vậy nè. Có ai thấy mà có chắc như vậy không? Tự nhiên đánh lộn nhau. Thằng này nói kìa. Thằng này nói. Tôi. Thấy chưa? Nó nói coi, mà mày nói hả? Thấy chắc chắn một bên chở qua cầu bông, bên chở qua cầu kiệu, hai bà mẹ mập, mẹ lùn, mẹ cao, mẹ ốm. Đó, thấy chưa? Lâm. Trời đất ơi, mày thấy chưa? Thôi, bị kia là Victor Lâm. Trong khi đó hả là tao đã quen 2 tháng rồi, nó nói cũng quen 2 tháng rồi, tức không? Thôi, tức hả? Bây giờ nhiều khi là tin Lâm, tin lầm rồi nó hiểu lầm, lộn sao? Bây giờ hai người phải bằng chứng như thế nào mới rõ ràng? Đúng rồi. Tự nhiên cái ngồi đây rồi. Bằng chứng gì lộn. Nữa? Sợ nó trước mắt rồi. Đừng nhớ, tao có hình, tao có hình. Em có ý kiến gì nè, không phải chở em đi lại đằng chỗ kia gặp bồ chị. Tao có hình kìa, tao có hình. Tao có hình của thằng kép tao, đi đâu tao cũng đây nè. Mày có hình, tao có hình hả? Mày có hình vậy? Đâu, bồ chị là nào? Đó, coi đi. Đây nè. Tao với bồ chị phải không? Nè. Tụi tao chụp nè. Đây nè. Kép tao nè. Đó, rồi, sao đây? Hai bà đứng yên ra đây bà đi. Hả? Kép gì đây? Ừ. Kép gì đây? Đi ca nhau à? Hèn gì? Không, kép của bà. Này là kép. Này nó phải kép tao. Thằng này mới là kép tao. Ờ, này là kép của bà nè. Không, này phải kép tao. Ủa vậy đâu phải? Vậy là hai người mà. Hả? Nó không phải một người đâu. Bà cầm đi, tôi kiểm chứng coi. Không biết cái gì hết trơn. Tôi coi lại tôi biết liền nè. Đó, hai thằng nó là một thấy không? Hèn gì nè, nhìn không giống nhau. Thằng Lâm. Tony Lâm. Lâm. Tức tao Lâm của tao. Ủa? Thằng Lâm mày đâu? Ủa vậy Lâm, hai thằng Lâm mày đâu? Nàng Lâm, nàng Lâm. Không phải thằng Lâm. Thằng Lâm thằng khác. Vậy sao mày nói thằng Lâm là thằng Lâm với thằng Lâm? Đúng, 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 đúng. Mày cũng mày nữa. Đúng rồi. Mày là thằng tàu lao. Trời đất ơi, mày làm tao. Thôi xin lỗi nhau đi, trời ơi, tự nhiên nhà chị em không đâu mít lòng vậy. Chị bánh lên trời máu rồi chứ. Em quấn chị xương mỏ nè. Chị đừng có giận em nha. Em đừng giận chị nha. Cũng gì nó mà hai mặt mày chị thấy ghê ghê không? Đâu chết. Sao mày về đem mất kiến nãy đi đâu có gì? Em hả nè? À, sao vậy? Cũng gì nó kêu em lấy muối hột nhét vô miệng chồng em cho không ngái nữa. Em vừa rải vô đầy cái miệng ông ngồi vậy ông đá vô mắt em cả trời đất ơi hai con đen tùi lùi luôn chị ơi. Em bỏ em chạy ở đây nè. Vậy là tất cả chị em mình. Tất cả là tại nó. Bồ lâu. Đâu rồi?
ơi, từ sáng đến giờ không có một người khách nữa. Ông cầu ông thần xe làm ơn làm phước cho tôi có người khách, tôi kiếm cơm tôi ăn bữa nay thôi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Xe ôm phải không? Xe ôm. Chạy liền, chạy liền, chạy liền, chạy liền. Đưa tôi ra khỏi chỗ này, không cần biết chỗ nào. Đi đâu? Đang bị truy nã, chạy lên. Trời ơi, cái gì nó vậy? Xuống xe, xuống xe, xuống xe, tôi chở cho nó lẹ. Ông già rồi. Đưa nó vào hiểm đây. Ơi, thiệt tình. Đợi nó vô. Đợi nó vô, đợi nó vô. Chạy kỹ nha. Chạy kỹ, chạy kỹ. Trời ơi, xe này tôi mua góp nó nhầm rồi. Ơi, xe ra đi. Trời, cái xe quỷ đề không nổ nó thiệt. Đập máy, đập máy rồi. Đập máy rồi ha. Đi đi đi. Ê! Xe ôm mà trời. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, dí theo luôn chứ sao đi trời ơi. Già thật rồi. Trời đất ơi, ngồi đợi ăn hết hai tô thiếu bây giờ mà chạy tới nơi chạy gì đâu mà chậm sợ luôn thiệt tình. Khốn à, cái gì vậy? Mày nghĩ sao mà lấy xe tao mày chạy, mày tao lết theo mày không, tao có chạy theo kịp không mày? Mày nghĩ vô đây mày còn ăn hai tô tiếp mày ngồi mày còn xỉa sói tao nữa hả? Ngồi vậy hả? Đâu có biết đâu. Thì xin lỗi. Xin lỗi gì? Xe của tao tự nhiên mày lấy mày bỏ mày chạy qua đây là sao? Gấp quá. Trời đất ơi, ba bà kia bà truy nã, không chạy bố quốc chết. Không nói nhiều. Trả tiền xe ôm mày. Gì? Tiền gì? Tiền xe ôm. Xe ôm gì trả? Trời ơi, tao đang ngồi đợi khách, mày chạy tới mà lấy xe tao mày chạy đi. Mày nghĩ sao mà kêu mày không trả tiền cho tao? Dạ thưa anh hai, bình thường đúng không? Thí dụ ông là xe ôm đó, tôi ngồi sau lưng ông chở tôi đi nha, tôi ngồi sau lưng tôi ôm ông đó, cái đó là xe ôm đúng không? Tôi trả tiền đúng không? Đúng không? Cái đó đúng không? Cái đó xác định cái đó đúng không? Khoan, tao chưa thông lắm. Bây giờ ví dụ ha, giả tỷ thí dụ như ông lái cái xe đó, cái tôi ngồi sau lưng, cái ông chở tôi đó, cái tôi ôm lại, cái đó là xe ôm đó, cái đó trả tiền đúng không? Đúng đó. Còn bây giờ là tôi nha, tôi chạy, anh tôi chạy xe không mà, tôi chạy, ông không có chở thì không có ôm, không có là xe ôm, vậy sao trả tiền được đúng không? Hiểu không? Hiểu không? Ê khoan ha, bây giờ tao thí dụ ngược lại nha. Rồi thí dụ đi, thí dụ đi. Tao chạy xe ôm đúng rồi, thì chiếc xe của tao là chiếc xe ôm, mày lấy xe của thằng chạy xe ôm mày chạy thì mày phải trả tiền chứ đúng không? À bây giờ vậy đi, à mình hiểu ngược lại tí nha. Ừ. À, thí dụ à, ông chạy xe ôm đúng không? Tao chạy xe ôm thì cái xe của ông á là xe của thằng xe ôm chứ nó không phải là cái xe ôm. Tại vì khi mà xe ôm là cái xe phải có người ngồi ôm nó mới là xe ôm, còn khi mà xe của xe ôm thì cái thằng xe ôm nó không ngồi ở xe ôm nữa thì cái xe đó vẫn là xe của thằng xe ôm chứ nó không phải là cái xe ôm đó, hiểu chưa? Bây giờ chỗ này nó bị rối. Nó rối rồi đó. À bây giờ tao thí dụ là mày dễ hiểu nè. À, ok. Bây giờ tao chạy taxi đi. À, taxi. Rồi đó. À, tao chạy taxi. Qua taxi là nó rối hơn tao đó. Chạy taxi. Nhưng mà kệ đi, cứ tao ví dụ đi. À. Tao đang ngồi taxi. Taxi. Mày leo lên taxi. À. Mày lấy xe taxi. Mày chạy taxi thì mày phải trả tiền taxi chứ đúng không? Không phải, bây giờ hiểu không? Nè, ông chạy taxi đúng không? Ừ. Thì tôi lấy cái xe của ông chạy taxi đúng không? Bình thường nó là một cái xe taxi và có cái người lái taxi đó thì nó là cái xe taxi. Nhưng mà nếu mà cái thằng khác mượn cái xe taxi của cái thằng lái taxi đó chạy thì nó là cái xe của thằng lái taxi chứ nó không còn là cái xe taxi nữa, là bởi vì nó không còn cái taxi nữa. Hiểu không? Rối quá, tao lấy thí dụ khác cho mày dễ hiểu hơn nè. Cái xích lô đi. Ừ, xích lô đi. Xích lô dễ hiểu hơn. Tao chạy xích lô. Đúng rồi. Mày leo lên xích lô. Đúng rồi. Mày lấy xe của thằng xích lô. Đúng rồi. Mày đạp xích lô. Vậy thì mày phải trả tiền xích lô. Đó. Ra vấn đề rồi đó. Hiểu, mày hiểu. Có nghĩa là thí dụ như mình mượn cái xe thằng xích lô đúng không? Ừ. Mình chạy. Ừ. Thì cái đó nó là mượn. Cái mượn là nó không có trả tiền. Còn khi nào mà mình mướn, à mình mướn cái xe xích lô mình chạy thì cái đó mới trả tiền. Mướn đúng không? Mướn là trả tiền, còn mượn là không trả. Thì cái xe ôm cũng vậy, ví dụ mình mướn cái xe ôm để chở mình thì mình trả tiền, còn cái này là mượn, mượn xe không trả. Hiểu rồi đó. Tao nói thẳng luôn. Ờ, nói thẳng luôn đi. Tao có bệnh trong người, chưa có tiền uống thuốc. À, mày không trả tiền, tao không có tiền mua thuốc, tao chết mày ở tù ha. Vậy thôi, nói thẳng luôn đi. Cái đó nó mới lãng á. Sao lãng? Tự nhiên ông chết tôi ở tù không có lý do à? Trước khi tao chết tao viết một lá thơ tao gửi lên phường. Mà ông viết cái gì? Mày hại tao chết. Tôi hại ông gì? Mày không trả tiền xe, tao không có tiền, tao mua thuốc tao uống tao chết. Lý do chết lặng nhất vậy cha. Giờ tao không biết mày trình mày trả tiền cho tao đi. Thì bây giờ à? Không có cái bây giờ bị viết gì hết. Bây giờ tiền xăng của tao nè, bây giờ đó, bây giờ mà tính nhiêu?
Tôi hỏi ông tính nhiêu cho em hỏi tôi thì sao tôi biết chứ tính nhiêu. Mày đi xe ôm mà. Thì ông là cái người chủ xe thì phải cho cái giá cho ông nội ta biết nhiêu mà trả. Rồi được rồi. Nhiêu? Cũng quen biết không? 750. Ông nội, 750 là từ đây ra tới Vũng Tàu mướn xe 16 chỗ được rồi ông nội. Cướp của giết người đi. Tao hơi lố hả? Vậy khoảng nhiêu? 7.500. Mày rảnh có 7.500 không đủ đổ xăng nữa. Chứ bây giờ còn có 10.000 để 2.500 trả tiền hủ tiếu. Trời ơi, thôi người ta không biết, bây giờ mình tìm cách nào mà trả tiền cho tao đi. Bây giờ nó làm sao? Nó mày làm gì vậy? Mày làm gì vậy? Nó có cái gì á? Có cái gì là sao? Ông có nghe thấy gió nói gì không? Ê, hình như gió mang một mùi hương tới đây. Đúng. Mùi hương đó là gì vậy ta? Làm sao tao biết? Ồ. Mày đang nói chuyện gì tao quên rồi mày. Ba má tôi tên gì? Làm sao tao biết được? Quên hết rồi. Tiền đâu mày? Trời đất ơi, hửi cái chút xíu là nhớ rồi hả? Công nhận tao phát hiện ra một điều. Sao? Trên đời này là không có người phụ nữ xấu. À. Chỉ có người phụ nữ không biết mình xấu thôi. Tôi cũng mới phát hiện ra một điều là. Điều gì? Không có người phụ nữ đẹp, mà chỉ có những người đẹp mà nhìn không giống phụ nữ thôi. Cái con này nó nhìn tôi không biết nó là cái loại gì luôn á. Nó giống như là bà ngoại na trai, nó chùm hai một rùi nó. Trời, cái gì vậy? Nó làm ô nhiễm cái không khí quá. Nó làm cho phụ nữ cảm thấy không còn là phụ nữ. Cho nên mày trả tiền tao lại đi. Ủa vậy hả? Chứ bây giờ tiền xe ôm tao, giờ mày tính thì sao? Sao tự nhiên con quỷ nó đi ngang cái ông nhớ này? Con nhỏ đẹp nó hay quá, nó làm mình ngẩn ngơ đúng không? Con đẹp đi, giờ mình nhớ con đẹp thì đừng nhớ con xấu. Bây giờ nhớ con đẹp đi. Bây giờ cái... À! Không, bây giờ vậy đi. Sao? Tôi không có trả tiền cho ông, nhưng mà tôi có cách này để tôi trừ nợ nè. Cách gì? Ông khóa nhỏ đẹp nãy phải không? Phải lắm mày. Tôi... Nếu như mà tôi cho ông gặp mặt nó để có cơ hội tán tỉnh nó thì ông xóa nợ tôi đi. Sao? Nó ghét tao muốn chết. Hồi đó tao thấy nó mấy lần rồi mà thấy cái tiền sau lưng không à. Tao tính tới nhà tao bấm chuông á mà không gặp đó. Con này nó khó lắm, nó không có ra nhà đâu. Dạ. Nó vô là nó vô luôn á, mà tôi là làm cho nó ra được. Cái đầu tôi thông minh lắm. Mày nói thiệt hả? Nó con bà chủ quán hủ tiếu tôi quen đó mà. Nó nghe lời mình tôi à. Mày làm được như vậy, tao không lấy tiền xe ôm mày, cho mà thêm 50 nữa. Nói được làm được nha. Tao từng nói được mà tao làm không được. Bây giờ tôi chỉ cần dụ nó cho nó đút cái mặt ra cửa sổ âm cua nó là được rồi không? Trời luôn mày! 50. 50 thì 50. Móc. Móc cái gì? 50. Làm liền luôn hả? Làm liền. Thông minh nói là làm liền. Ông biết là không có đơn giản đâu. Cái bà chủ quán này nha, cái bà bán hủ tiếu là bả là quái vật đó. Cái gì? Sư tử đóng nghe qua chưa? Mỗi lần bả la là bung cái đầu bung lỗ nhĩ luôn. Mà tôi dám là ông biết cái này không có đơn giản đâu. Lấy ông 50 là rẻ đó. Con nhỏ này nó khó lắm. Chắc không mày? Trời đất ơi, nó khó lắm con nhỏ này nè. Chắc nha. Trời ơi, 50 là rẻ. Thiệt á nha mày, mày mà giúp tao không được mà mày lấy tiền tao là tao giết mày chết đó nghe chưa? Được rồi, tôi nói là... Tiền tao mua thuốc đó. Đây đi ba, nấu nhiều quá. Rồi. Ngồi chơi, ngồi đợi xíu. Ê, khoan. Hả? Mày kêu tao ngồi đợi, có khi nào mày bỏ mày đi luôn tao trả tiền. Tôi đứng ở đây tôi làm cho ông coi. Ngồi đợi chút xíu.
ngồi đâu xíu. Chứ đồng bọn nè, đừng nhìn, đừng nhìn. Bắt đầu, bắt đầu, bắt đầu. Bắt đầu. Gì vậy, gì vậy? Kêu tính tiền hả? Gì vậy? Mày... có tiền không? Chưa tính sao có tiền. Má mày có cho mày tiền xài không? Có. Nhiêu? Ngày 2000. Trời, mẹ bán buồn gì đâu, tô hủ tiếu 20 chặt đẹp mà cho con 2000. Má xấu quá. Má tao tốt cho chú, tốt cho tao á. Tốt sao? Má tao nói là cho tao tiền nhiều quá tao xài giết cho ngu người. À, cho tiền mày xài là mày ngu phải không? Ừ. Giờ mày nhìn mặt mày có khôn không? Đó, mày không xài tiền đó, mày nhìn mặt mày có khôn không? Xém khôn. Xém khôn hả? Ừ. Chừng nào mà mày kiếm tiền được mày mới khôn, mày hiểu không? Vậy hả? Giờ mày muốn kiếm tiền không? Muốn. Tao chỉ mày cách kiếm tiền tươi luôn à. Tươi luôn hả? Là mày làm được xong chuyện này phải không? Má mày cho mày 2000 ngày phải không? Ừ. Tao cho mày 20. Thôi. Mày cho tao 20 ngàn. Tiền nó lớn lắm, chắc mày dắt tao đi đánh bom phải không? Cái mặt mày mà đi đánh bom mà chưa kịp đặt cái còi nó nên đổ mày ăn rồi. Mày ngu hơn ông ngậu tao nữa, mày nghĩ sao cái mặt mày kêu mày đi đánh bom? Mày khùng mà. Chứ mày làm gì mà cho tao nhiều tiền vậy? Đơn giản vô cùng. Bây giờ nè, vô nhà kêu con chị mày thọc cái đầu ra ngay cửa sổ, đứng ngắm cảnh thôi, lấy 20. Đút đầu ra ngắm cảnh cứ lấy 20. Đút đầu ra ngắm cảnh lấy 20. Thiệt không? Thiệt. Làm liền á. Ký hợp đồng liền. Phải không? Tiền tươi liền. Có tiền tươi không? Tiền tươi. Đưa 20 đây. Thôi. Đưa rồi mày làm không được sao? Cái gì cũng phải mỗi bên tí chứ. Thì mày đưa tiền đi tao mới làm, lỡ tao làm mày không đưa rồi sao? Rồi vậy đưa nhiêu? Bây giờ mày 50-50 đi. Đó, mày đưa tao 50% trước đi. Rồi này khùng mày biết 50% ta. Tội sao tao không biết. 50% là 5000. Mày đưa tao trước 5000 đi, rồi xong còn lại mày đưa 50% nữa là đủ luôn. Mày thông minh. Ờ. Mày thông minh. 20 ngàn mà 50% là 5000 hả? Đúng rồi. Mày thông minh. Tao thấy người ta làm ăn là phải 50-50. Đây, đưa liền. Ờ. À, lấy 50% đi rồi lát nữa ra lấy chẳng 10000. À không, 20. Đúng rồi, 20 ngàn. Ờ. Tao kêu chị tao đút đầu ra. Đút đầu ra cái là được tiền. Mày nói nha. Xong. Ôi giời. Chị hai. Chị hai. Ra ngoài ngắm cảnh cái gì? Chị vậy? Ra ngoài ngắm cảnh đẹp lắm á. Không. Thiệt á. Ra ngoài ngắm cảnh cái có tiền á. Đâu? Nè. 5000 luôn á không? Cái này là mới 50 thôi, lát lấy thêm 50 nữa. Mày kêu tao ra ngoài cho hai thằng ngoài nhìn chứ gì? Thì ra ngoài đi, em có tiền em chia lại cho chị hai. Không. Đi năn nỉ mà. Không. Nỉ luôn một lần thôi. Mình đút đầu ra cái thôi. Cái gì vậy bay? Làm cái gì nhà có hai chị em mà gây lộn rần rần má rần hoài vậy? Má ơi, chưa. Năn nỉ mà. Một lần thôi. Mệt mày quá à. Hay quá. Thành công rồi. Ê, ê. Hả? Nãy giờ tôi nghe mày rầm rì gì vậy? Thuyết phục đó. Trời ơi, tôi thuyết phục nó, tôi nói chuyện nó muốn gãy lưỡi luôn, nó mới chịu đó. Chịu thiệt hả? Vô thay đồ ra rồi. Ra bận đầm đẹp lắm. Đã mày. Bận đầm xong rồi làm tóc đồ là đánh son đồ đẹp lắm. Ra là diện kiến liền. Trời ơi. Bây giờ là 50 ngàn xứng đáng không? Xứng đáng. Mở con mắt ra là thấy người đẹp nha. Chuẩn bị, ngồi yên, ngồi yên. 1, 2, 3. Vừng ơi, mở ra. Chuyện gì vậy? Ba đâu? Ăn hủ tiếu hả? Ờ, ăn không? Ăn giùm mi bán máy quá. Hôm nay đậu qua ăn hủ tiếu, qua quá hủ tiếu khoẹt cửa. Mới mua cái điện thoại. Con đồ xịn nha. Điện thoại này là cảm ứng nha mày. Mày muốn chơi trò gì bây giờ không có bấm nút bình thường nữa. Mày nhìn quơ lại là có chơi rồi, chơi được rồi. Cũng như chơi câu cá đúng không? À. Chơi câu cá nè, bấm vô cái trò chơi câu cá. Bây giờ muốn câu cá nè, thấy con cá màn hình không? Nghe nào đó. Mày cầm nè, như cái cần vậy đó. Quơ điện thoại nè. Đó. Thấy chưa? Nguyên một con. Con cua. Con cá.
con cua gì cũng là cái trò chơi, miễn là câu trúng con được rồi. Mày câu xong nó không có giật lại, là nó nằm ở đây á, là mày chiến thắng dễ dàng à. Vui lắm, chơi vui lắm. Chơi cho mượn chơi được không? Chơi được không? Chơi biết chơi sao, nãy giờ quăng xong rồi mình câu á, mình giật lại phải không? Ừ, dễ hả ta. Mà tao cho là mượn chơi mày giữ kỹ tao à. 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 Thôi câu trúng con lươn. Ờ, nhà có nước không? Không có bán nước. Mệt quá, khát nước. Ăn hủ tiếu đi. Thôi rồi rồi. Tao đi qua to qua quán nước. Ê, không ấy uống nước lèo đỡ đi. Ê, bye bye. Bị bà thôi, tao qua tao lấy nước cái tao qua. Ừ, giữ thoại tao nha. Chơi chút xíu thôi nha, chú tao phải lấy lại á. Ừ. Qua nhẹ nhẹ thôi nha ba. Ê. Chúng ca kèo. Sao hồng quá. Trời. Ê, giật đồ. Mày la cho dân nó ra, nó túm đầu tao, nó tán tao, tan xương nát thịt. Nhưng tao đang chơi mày giật của tao. Mày khùng vậy vừa, mày chơi cái gì á? Mày khùng á, mày ngồi mà cầm cái điện thoại tao mày liền. Cái này của Sang công tử cho tao mượn chơi á. Sang công tử hả? Ờ. Ý ta? Câu cá hả? Ờ. Trời, tao phá trò này lắm. Cái trò này hay lắm à. Biết chơi không? Trời ơi, thì tao chỉ với mày chơi. Ừ, mày chơi cái gì? Nãy tao thấy mày chơi rồi. Mày cầm mày kêu cá đâu vô, không nổi. Cá đó. Chơi cái trò này không biết chơi. Mày đừng có tài lanh, tao chỉ với mày cho. Cái thứ không biết còn đặt trứng khôn con vịt. Thấy không? Cầm cái điện thoại này không? Phải cầm cái tư thế này cũng khác hơn cái tay tao. À, mày thấy cái tay tao không? Nhìn nó bị tật quá mày. Tật cái gì mày? Mày tật nè, cái tay tao là cái tay Sang. Cầm đúng cái thế nè. Trời á, lấy cái lực đà tiếng lần chút cá nó mới dính. Được không? Trời nè, à, huyết. Nó hơi mạnh tay xíu thôi, nhưng mà sao nó bay dữ vậy ta? Của thằng Sang á. Biết mà, hiểu mà. Hiểu mà, nói chung là... Ai, trời ơi. À, ủa, trời ơi, tài lanh quýnh đệ. Dạ, anh không sợ là lâu ngày nhìn lại cái mặt y chang hồi xưa, không có già hơn tí nào. Khen quá, khen. Ê, đâu, điện thoại đâu? Nó liền rồi. Dạ, mày bậy bạ điện thoại sao mày liền đâu mày? Kệ á, bể rồi. À, không phải tao. Cái này á là tại vì... Hồi nãy mày cho nó mượn phải không? Wow. Tao đi trước á. Ê, bói đồ. Không phải mày tao. Mày sao vậy, cái điện thoại là mày quăng mày. Con chơi hả? Con chơi mày hả? Con khốn nạn. Mất dạy. Con khốn kinh vật. Ba đội mày. Ba đội. Tao không biết sao mà cái điện thoại tao mày quăng bể tan nát luôn á. Không phải tao mà, tao xin lỗi. Không phải mày chứ ai, tao cho mày mượn chứ bộ. Trời ơi, tại nó đó. Tại nó là tại ai? Mày á, tao cho mày mượn, mày làm bể là mày phải chịu. Nhưng mà trời ơi, tao nói mày không tin được tao bây giờ nè. Thôi tao đền mày bịt cóc đỡ nha. Trời ơi, bịt cóc của mày bự quá ha. Bịt cóc mày mắc tiền quá ha. Sao mà đền bằng cái điện thoại tao được? Mày biết nó mắc tiền lắm không? Rồi từ từ tao bán hủ tiếu tao đền cho. Mày bán cái xe hủ tiếu không biết đền đủ không nữa. Chứ bây giờ sao, thôi mày không ăn cóc thì thôi tao đem dẹp nha. Ăn. Nhưng mà mày phải gọt tao mới ăn được chứ, không lẽ giờ bắt tao ăn luôn vỏ hả? Dao đâu gọt. Ê, không biết. Đây. Cái gì vậy? Ăn cóc hả? Ê, cho con trái đi. Của nó đó. Tao ăn cóc á, đừng có gọt cái gì hết trơn á, tao bị ngu quá. Thì không biết dân gian là gì, dân gian là đây nè. Tao chỉ cho mày con dân gian là đây nè. Nói tài lanh tài khôn không, ăn cóc thì gọt ngu. Ăn cóc rẻ, ra. Trời đất ơi, thiệt tình. Cái cửa sổ để làm gì? Để đập cái mặt mày à. Để đập vô cái cốc. Được chưa? Ăn cốc để đây nè. Cửa sổ nè, thấy coi nè. Chụt. Tét ra là thấy chưa? Ăn đi. Đó, dân gian ăn cốc vậy đó mày. Mày ăn cốc thấy ghê quá. Chứ bây giờ mày đập có miếng rồi, mày phải đập mạnh lên chứ. Từ cái gì nữa. Ừ, mạnh lên. Mạnh nữa. Thôi được rồi, xịt nước ra vậy rồi, chẻ ra rồi. Tự giờ ăn đi. Cảm ơn nha. Đợt sau mày đợi đâu khác, cái này tao không chịu đâu á. Có con trái cốc mà không tao mét má mày á. Thấy không? Thấy ghê không? Hay quá ta, cái cửa mà đập cái cốc bể vô luôn hả? Đập cái đầu bể ra được đó, mày ngu. Bởi vì nó dân gian ăn cốc là gì đó. Thử đi.
thử nghe. Nói vậy nói đừng có cãi. Mấy người thông minh ta chỉ rồi phải nghe thiệt. Bây giờ để cái cốc mà vô ép không? Ờ. Khoan mà khoan. Tao dạy mày nữa nè. Để chứ sợ mày bị nè. Để cái cốc đó ép cái phạt. Rút cái tay ra liền. Thấy không? Để mà không rút tay ra cái phạt. Cốc không chảy mà máu mày chảy. Hiểu không? Đó, ừ, mấy cái tay mày mấy mà trái cốc không giật. Đó. Rồi, hiểu không? Thông minh lên để làm cái phăng đứt liền. Rồi. Đó. Chê. Mà lên, nhanh lên nha. Ôi ba. Cái gì ồn ào với em ơi? Cầm. Good luck. Dạy phá nhà sao ra nông nỗi này cũng đã mày không mày hại bạn không à không phải tại cô không phải tại cô không phải tại mày nữa hả? Tao nói cho nghe mẹ chưa? Mày á là con nhà lính á mà cái tính mày nhà quan hả mày? Mày ăn ngỡ mày sao mà để ai cũng ghét mày, cái lỗi tao là mẹ mày, nó nhìn cái mặt mày nó còn không ưa nó nè. Đúng rồi, nó hư lắm cô. Ừ, hư. Bởi vì nó hư quá trời hư mà. Mày miếu cái gì? Mày miếu cũng xấu hơn người ta đó, mày miếu cái gì? Hả? Không phải tại cái... Nghe lời mẹ đi, nói hoài mà chữ. Nói cho mày biết hết cho mày, lần sau mày còn khóa một cái nữa. Tao quýnh mày thấy thương luôn nha mày. Tao quýnh mày không đẹp, tao không ăn tiền nha mày. Mày nó bán hủ tiếu mà nó không lo cho thương con. Thì bởi vậy nó bán hủ tiếu mà cái mặt nó như hủ chao vậy đó. Ờ. Trời tao ơi. Tao nói cho mày nghe nha, tao có giá bao nhiêu á, nhìn cái mặt mày không còn cộng giá nữa. Trời ơi, nhục nhà. Ôi à. Trời ơi. Mày á. Hả, con nữa hả? Tao nói mày mang tiếng mày bạn á, mày làm ơn mày rủ mày đừng có tới, mày rủ đi chơi giùm tao cái nghe không? Dạ. Mày mà còn rủ nó một cái nữa tao lợi tới nhà mày, tao cào nát nhà mày luôn á mày. Dạ con cái con biết rồi. Mày nhái ai á? Con ca, con biết rồi, con biết rồi. Trời ơi, con đứng đây. Nghe lời mẹ nói đi, ba quýnh bây giờ. Nghe đi. Tao chửi tao cấm mày khóc. Ức chế cảm xúc đừng khóc mày. Im đi. Ờ, im đi. Quay đây lại. Dạ. Mà tự bị phạt chung luôn vậy nè trời. Tại mày á cũng nè. Im miệng mày lỡ mày ngu quá. Mày ngu quá. Má mày đúng là ác mẫu. Tại sao có bà mẹ đâu mà sỉ nhục cô cái giữa đường vậy. Mày phải phấn đấu. Mày nhịn à. Mày nhịn được à. Mày không có biết cái gì hết chứ. Mày coi tao nè. Ba má nhà tao nói tao một tiếng, tao nói lại liền. Cái nào đúng tao nghe, không đúng tao nói lại liền. Mình phải có cái chính kiến của mình. Mày nhịn à. Ai mà con trai đứng cầm bảng mất dạy phá nhà vậy, đúng không? Tao nhìn mày tao coi mày là cái gì? Mày lớn rồi. Chưa biết. Mày giờ... đừng có làm vậy. Bà nói đúng á, mày ăn hủ tiếu mà cái đầu bị như hủ trao vậy. Mà không được trao bình thường, nó trao thiêu. Bởi vì bây giờ á, bà chửi mày phải không? Vô chửi bà tao. Mày chửi vậy nè. Nó mới nhìn thẳng như mặt bà mà chửi. Má. Nói cho má nghe. Má không được sỉ nhục con như vậy. Má là má của con, mà phải thương con. Má mà sỉ nhục như vậy là má không tôn trọng chính má. Bởi vì người ta coi thường con là coi thường má. Má phải cho con là con người. Má là má của con chứ không phải là bà nội. Mà má muốn nói cái gì má nói. Vậy là được. Vô. Mày nói gì thiệt không? Một lần cho tởn. Một lần bà thương mày là bà nghe lời mày luôn. Bà không dám chửi mày nữa. Vô. Bỏ. Vô. Này giỏi nè. Mày á. Trời ơi trời ơi bà. Mày có gì vậy mày? Con là con người đúng không? Ừ. Con được sinh ra trong thế giới loài người này mà. Chứ không lẽ mày sinh ra trong thế giới loài vật? Nhưng mà mẹ đâu có con là con người. Mẹ coi con như là một con súc vật. Đúng rồi. Trời đất ơi. Mẹ sỉ nhục con là con của mẹ mà. Người ta nhìn vô người ta sẽ sỉ nhục mẹ.
mà khi người ta sỉ nhục mẹ mà mẹ vẫn trơ trơ như vậy, người ta nói mẹ là một con người không biết nhục. Ôi trời đất ơi, mẹ tôi không biết nhục nè. Đúng rồi, sao? Phải nói như vậy đó. Thằng thông minh dễ sợ dại một hiểu người. Thằng này đúng là tài không đợi tuổi nè. Người ta coi mẹ là một con quỷ già, xấu xí, ác độc mà hành hạ con. Trời ơi, mẹ tôi bị người ta chê bai, nhạo báng là một con quỷ già kìa. Có phải như vậy không hả mẹ? Tại sao vậy mẹ? Mẹ đối xử với con gì vậy là sao hả mẹ? Mẹ là mẹ của con mà. Mẹ là mẹ thôi, chứ đâu phải là một cái lòi gì, một cái giống gì đó mà nó ghê gớm lắm đâu. Trời ơi, nó sáng tạo, nó chửi thêm văn. Nó chế cái văn nào hay văn đó. Chửi nghe nhục liền á. Thằng này ngủ thiệt. Trời, nó chửi nghe sướng người thiệt. Sao im luôn ta? Làm như kỳ kỳ. Bình thường mà đúng tâm lý là bà phải la làng nữa chứ. Bà la bung cái cửa sao tự nhiên bữa nay bà im. Trời ơi, hiểu luôn. Bà sợ nó thiệt rồi. Trời, sao tôi thông minh quá trời ơi. Hay quá bà đâu. Xin lỗi ba đường. Ai dạ. Nhưng mà thảm quá. Trời ơi. Quỳ mà đổi hình thức quỳ luôn mà còn đổi bản bự hơn. Trời sao phạt mà có đầu tư quá ha. Phạt là sáng tạo quá sợ thiệt tình. Dạ. Mày số 7 không à? Mày nói ai vậy mày? Chửi bác nữa kìa, thằng này cái miệng nó không có lành. Thiệt cái miệng mày. Hư mày, im mày không lắng này. Không phải tao kêu. Im. Nói mẹ kêu im là im. Mẹ chửi đừng có cãi. Tao nói mày im á. À con im hả? Dạ. Ừ. Dạ. Đúng rồi, không phải tao kêu. Nín mày. Nó nói lần sau còn tái phạm một lần nữa ha. Là mày có chừng quá quá chứ mày. Dạ. Con cái mà hỗn hào à. Chửi mày á, mà nó chửi được cái thằng này miệng. Im. Con nữa. Dạ. Con là bạn đó thì con phải có trách nhiệm, con giáo dục, con dạy dỗ nó, con hiểu không? Yes, madam. Ừ. Chơi với bạn không có trách nhiệm thôi, nghỉ mẹ mà chơi làm chi? Dạ. Ờ, nhớ miếng là tao mày chơi, dỗ làm công việc. Tao ra mà mày không nhớ miếng rồi con tao hả? Rồi cái chừng tao với mày. Dạ. Nó. Quýnh mặt mà như cái mền nữa mà còn nói nữa không? Bước bối à. Cảm ơn bác. Cảm ơn bác đã dạy dỗ. Dạ. Trời ơi, mày mày cầm cái đứa nước ngài mày nói chuyện tao không nghe một cái chữ nào hết trơn, trời luôn. Bỏ xuống đi, mày ngu quá. Bà cho mày nhóm bếp là bà thả cho mày rồi đó. Xuống đi. Ủa gì hả? Nhóm bếp đi. Thằng dở ẹt. Ôi da. Làm như mà không có ý chí. Biết thiệt á. Phạt con mà đầu tư nó sợ. Trời đất ơi, thiệt tình. Ở đây ông nội. Mày nhóm tới ngày mai chưa xong, nó ra đây. Đi ra, biến ra, biến ra làm sao cái đi. Trời đất ơi, thiệt tình. Hậu đậu. Mày lánh và khôn không, bởi vì mày để cái người tao thông minh tao chỉ cho mày. Ông nội, xả cái củi vô. Củi không có, biết lấy cái gì mà chậm. Trời đất ơi. Có xăng hay anh coi gì không? Có dầu hôi à. Lấy. Lẹ đây. Trời đất ơi, mày câu tao nè, thấy không? Đây nè, dầu hôi nè, là cái chất kích ứng đi cho nó cháy. Đừng có cho nó nhiều, ít ít thôi hiểu không? Cầm. Đó, cho chừng muỗng thôi. Nè không? Một muỗng cà phê thôi, tại vì mày cho nhiều quá là nát nó cháy dữ lắm, mày hiểu không? Mày cho vừa vừa thôi, đó, thấy không? Một muỗng này không? Tao đổ vô. Cầm coi. Xong rồi cái que diêm nè, chỉ cần một diêm thôi là nó cháy nè, coi nè. Trời ơi, diêm mà còn bị lép mà thiệt tình. Thôi nè, hai ba quẹt ha, bỏ vô. Mày giết tao rồi. Xin lỗi. Trời ơi, khốn nạn đốt nhà ư ha. Bữa nay mới có đầu tư nè. Trời đất ơi, xách hai cái xô nước mà. Ủa cái này sao có chén đâu vậy?
rớt xuống mà quýnh tao luôn. À, có nghĩa là cái chén rớt xuống bể là cái mặt mày bể như cái chén luôn không? Hay quá. À, hả? Trời ơi, nãy giờ mới thấy. Ôi, hả? Đừng có giỡn. Đừng có giỡn. Trời ơi. Trời. Sao bên trong trong suốt tới tuyệt vời vậy? Ôi, đừng có giỡn, nhục lắm. Trời đất ơi, không cho mặt quần luôn. Cô, nó nghe nè. Trời đất ơi, sao mà phạt nó tội dữ vậy mà xách xô nước là quá trời đi, giống như là thiếu lâm tự rồi mà còn không cho mặn quần nữa, kỳ quá ngoài đường. Có thấy gì không? Có thấy gì không? Đọc đi. Mày sao mày đốt nhà bán chi cho bà phạt mày, thằng thiệt tình. Mày nói đi tao tán mày liền á. Bà chửi nó đây, bà đang chửi đó. Nghĩ làm sao? Có cái khe hủ tiếu à mà nó cũng đốt nữa. Mất dạy gì vừa phải hay chứ? Không mà cô nói cô nghe cái này nè. Góp ý chân thành nha. Cái gì? Con hổ thiệt nha. Nói. Sao mà cô mà làm như cô ghét bỏ nó, sao cô phạt nó nặng quá à? Nặng gì? Có gì đâu mà nặng. Chừng nào á mà đứa đứa lên công an. Khoan, bây giờ xí. Cái gì? Trước khi cô giải thích mình nhả cái đứa thuốc ra nói chuyện được không chứ? Nhà nói không muốn nghe à? Không, thì không được. Mà sao cô thấy ngộ lắm, cô cầm cái đứa thuốc này mà cô ngậm hoài, cô thấy không hút mà nó không hết vậy? Có hút đâu hết, có thấy có lửa không mà hết. Ủa vậy là thuốc không đốt mà hả? Ừ. Cô giờ... ngậm chi? Trời ơi, giống bắt chước trong cái phim Kung Fu đó. À. Tao coi phim Kung Fu của cháu con chị đó mê lắm mà ơi. À. Tao thấy cái bà nó bỏ hoài quá vậy. Bỏ hoài quá không? Nó ngầu quá vậy. Nó ngầu. Ờ, rồi bắt chước. Trời coi vậy cái mà tốn thuốc đó nha mày. Tốn thuốc hả? Một ngày ngậm một gói á. Trời đất ơi, hút không hết mà một ngày ngậm một gói. Này mày coi nè, mày thấy không? Sao? Nó nè, mày coi nè, chút miếng nè, thấy không? À, nó ngậm lâu nó bị dập thuốc quá. Dập thuốc luôn là phải bỏ, chút vô lấy điếu thuốc khác này. Công nhận cô cũng kiên nhẫn quá. Ừ. Không mà, mày bỏ tay lên mày. Tao quýnh mày nha mày, mày bỏ xuống một cái tao quýnh mày nha mày. Thằng này hạ tay không được, thằng này tánh nó hổn quá. Còn con nữa. Không phải cô, con nói trước nè. Cái gì? Cô phạt nó vậy á, nhiều khi nhìn vô kỳ lắm. Làm cô phạt kỳ? Nó cô nói vừa vừa ta nghe rồi, cái này là giống như là bạo lực trẻ em nè. Cô làm vậy có ngày phường xuống làm việc với cô á. Làm gì làm ngược gì đại con tôi dạy mà. Không, không. Dạy mình dạy vừa thôi, còn này là ngược đãi trẻ em, giống như là phạt nặng quá không được, như là sỉ nhục nó giữa công chúng kỳ lắm thôi. Cái gì con tôi dạy mắc cười mấy người quá, còn mấy người lo cho mấy người kìa. Tối nào qua đây dụ dỗ con tôi hoài và rủ nó đi chơi đi này đi kia hoài chi vậy, ai mượn. Thôi giờ con hứa con lần này nó thôi đừng phạt nó vậy kỳ lắm. Bây giờ cho nó chơi con lần nữa thôi con ấy. Chơi gì? Tạt lon. Mày rủ người khác chơi đi, nó bị phạt rồi nó mới được chơi. Vậy hả? Ừ. Đứng đó cho tao à. Có cái lon không? Tao xin cái lon để tạt. Rồi, tay trời mày cái lon luôn. Dạ. Sao rồi? Cái lon tao để đây đâu rồi? Mày có lấy của tao mày? Không có. Ở đây nè. Đó, cho mày cái lon sữa bò của tao đó. Dạ. Để đó lắm. Mỏi quá. Ai mượn? Ba. Nghe đời mẹ đó mày. Thằng mày miếu một cái tao giả xéo miệng nha mày. Tâm khóc mà... rồi mày nói hoài cái thằng thiệt. Con mày... miếu nữa má. Má cho con bận quần nữa má. Sao mày ngậm không có cho mày bận cái gì cho em đợi á. Vậy cho mày quê mày nhột. Thằng này cái tánh con vậy. Con chơi tạc lon đi con. Dạ. Nó nghe này sao chơi mình vậy, rủ ai chơi cho vui. Dạ đang rủ vậy. Rồi mày đứng đây mày coi chơi tạc lon đi mày. Má mày không cho chơi mày ơi. Chơi tạc lon không? Chạy xe mày ơi. Chơi đi. Mắc chạy xe. Ông ế như quỷ có ai chạy đâu mà đi. Chơi đi. Ôi tao lớn tuổi rồi chơi tạc lon kỳ lắm. Níu kéo chút tuổi thơ mà. Hiểu không? Ngày xưa tôi biết tuổi thơ bất hạnh lắm không? Ôi chơi đi. Có ai đi xe đâu ế thấy bà luôn. Sĩ diện chi. Sĩ diện, bị sĩ diện. Ừ. Tôi chơi được không? Chơi đi không sao đâu. Chơi đi. Được không mày? À đây nè có hai đứa. Trời ơi nãy giờ quên nữa. Đôi tình nhân thơ mộng. Nãy giờ quên nữa. Trời đất ơi. Trời vẫn nắng mà nó che dù. Thấy thương ghê vậy. Không có giọt mưa nữa má. Thằng này là cái con mắt nó tinh tường. Cái thằng này gu thích một rùi. Ờ nó giống như là kẹo xí mùi tối vậy, ngậm ngậm vô buồn miệng đã. Ê ghê mày. Thiệt. Ê mà nó chơi được không? Hai đứa nó không còn giọt mưa, nó che cái dù này giống điên. Lại không nội. Ra chơi để mà tạc lon tao cho vui. Nè. Ra chơi tụi em. Tạc lon đi. Ra đây chơi cho nó vui. Nè để đây nè. Chơi tạc lon đi cho nó vui. Tao mượn chiếc guốc chứ tôi chơi dép lào tôi tạc cái gió thổi bay hay sao? Thôi nè, tại chợ luôn đó. Tôi sẵn mượn chiếc kia luôn đi. Trời đất ơi, mày đưa ly chân không hay sao mày? Mày cho đi. Không được mày. Hai chiếc giống nhau mà thi chiếc nào cũng giống chiếc nào sao biết? Không, yên tâm. Chiếc có hộp, chiếc không có hộp. Ờ, bữa nay xúc hộp rồi. Rồi đó. Cái này nó xúc hai cái hộp ra xúc quá. Rồi. Ê, nói nó chơi tạc lon chứ nó phải đi quýnh lộn mày.
không có. Nó đứng vậy là nó thủ cái thế nó tạt mới được. Vậy hả? Cái bụng nhỏ này gọn nè. Tạt như là hay nè. Bụng tao bị sưng. À bụng sưng hả? Mày cầm mày tạt tao khoét tao coi tao hãnh diện coi nè. Nhắm cho kỹ nè, thấy không? Tao chỉ mày nè, cái tư thế mày mày không biết cái gì hết trơn, cái nhỏ tài lanh. Ghét ngay tài lanh đó. Tài lanh mà làm hồ trật à. Mày đứng mày chấn cái chân cái giò ra sau lưng nè. Đó, ừ. Tật hả mày? Trời ơi, giống như là cái bà bầu mà chơi tật luôn. Mày đứng đó ha, mày cầm đây nè. Mày chấn một cái phăng, bung cái lon lên trời. Là đúng, làm. Đừng có tài lanh. Nhỏ có cái tướng đứng đẹp mày. Ờ, để cho tao chỉ cho chơi nè. Rồi nè. Ê ê, mà làm như cái mặt nó đang giận ai cái gì vậy mày ơi? Có cái này, có cái con này vui buồn một cảm xúc hả? Cái gì vậy má? Cái mặt con chứ mày, cái lon bên này nè. Mắt mày bù lợt ăn, mày nhắm cái lon này nè. Bác. Hay quá, hai bác. Rồi, rớt cái kiến chiếu hậu. Mà sao nó vui quá. Nó vui, nó hạnh phúc, nó trội chúng á. Đừng, đừng có cái thái độ đó, hiểu không? Nhiều khi nó cũng sơ xuất chứ chỉ mà nó nhắm chặt. Thầy giỏi mà trò nó không tiếp thu. Mày dạy nó làm sao mà nó chội vô xe của tao. Nhỏ thì nghĩ cái này. Trời đất ơi, băng cái mặt mày lỡ đi, mày kêu bồ mày đi về mày ơi. Nhỏ chội vô quỷ ở đây vậy. Đi. Trời ơi, hai đứa nó vui buồn một cảm xúc luôn không nè. Mày thấy nó cười tao không mày? Xin lỗi, để tao chọi lại cho. Nhỏ này nó không biết chọi. Ngu mày, nó ngu. Thôi tao mày chơi thôi. Hai mình chơi thôi. Cho nó nghỉ đi. Đừng lên đó mày. Chiếc xe có kiếm chiếu hậu mà nghỉ sao nó chọi rớt kiếm chiếu hậu tao luôn à. Xin lỗi, không biết cái chơi. Tôi chỉ cho nè, nhỏ này tài lanh. Ờ. Ghét ai tính tài lanh đó mày không? Tài lanh là dạy, tao không biết. Chọi nhỏ này ngu à. Tôi chỉ không chơi. Cái tạc lon á, là đúng cái thế là cái giò mình nó căng ngay nè. Thấy không? Rồi. Mình chọi một cái bùm một phát là dính mục tiêu liền nè. Được rồi, xong luôn. Nguyên cái nồi nước leo. Con biết là con đã làm sai điều gì. Con à, không được, thôi để lên lại. Dạ, con xin lỗi. Dạ. Thôi bây giờ Hey. Tao đi trước nha. Đừng. Tao chịu không nổi đâu. Ông đừng bỏ tôi. Vừa thôi, ông chạy làm sao mà kịp. Bả mà cũng tạt một cái được trái hai cái mặt. Xe của người ta mà cũng dằn chạy nữa. Bây giờ trời ơi, bỏ cái chiếu hậu ra đi ông nội, cầm chứ vậy. Chứ là vi phạm luật giao thông ông nội ơi. Trời đất ơi, giờ này cũng chấp hành luật lệ đó ông nội. Bây giờ cái xe này là thắng sao vậy? Trời ơi, mà giỡn hoài, xe thắng với chân mày chứ đâu. Chân đâu nãy giờ là không thấy cái thắng ông nội ơi. Trời ơi, chị cái thắng nó bị sao rồi? Làm cho nó nãy chuỗi đặt nó bung luôn rồi. Trời ơi, vậy giờ xe không có thắng giờ sao? Bây giờ ai biết giờ thắng lại đi. Giờ lấy thắng chân đi. Không thắng được. Bây giờ không thắng thì tôi khỏi thắng à. Vậy mày khỏi thắng luôn đi. Giờ chơi khỏi thắng nào. Khỏi thắng luôn. Ôi chơi à. Ôi làm biết sợ rồi. Khỏi thắng luôn. Xe tao. Trời ơi. Trời ơi. Có sao không? Có bị gì không? Có bị gì không? Không có bị gì hết. Không có bị gì hết. Cái chân con nè thằng tài lanh. Trời ơi. Nãy giờ tưởng nó cái xe đâu có bị gì đâu. Cái chân nó dính vô cái chân xe. Bị chỗ nào? Cái gì? Hả? Chỗ nào? Để đi tôi coi nè, bị dính chỗ nào. Cái gì? Trời ơi, cái chân kẹt cái xe hả? Ôi cái xe đè cái chân hả? Đẩy hả? Đẩy cái xe lên. Ê! Cái gì? Sao mày đè xuống? À trời ơi. Lanh quá. Chứ bây giờ sao? Mày đẩy cái xe lên. Đẩy lên đẩy không có nổi. Trời ơi. Ông tự ông đạp lên đi, có cái thế đạp lên đi. Hai ba, đó vậy thôi đó. Trời đất ơi. Hồi xuống. Hết sức bình tĩnh. Hồi xuống. Tao lỡ đứng dưới dây rồi. Rồi, ngồi luôn đi. Sao? Được không? Chết cái chân tao rồi. Trời đất ơi, có sao không vậy? Trời ơi. Nặng lắm rồi. Trời ơi. Mày tài lanh không à? Cũng may không à?
Ai kêu mày, mày rủ nó chơi tạc lon chi mày tạc vô mặt rồi bán hủ tiếu. Bà chửi vô đã, cũng mày tài lanh không mà. Mày nói chi tạc lon là tạc bay cái chiếu hậu tao luôn. Giờ cũng mày tài lanh nè, tao kêu tao chở thì mày không chịu. Mày chở nó, mày chở hay quá, giờ cái chân tao banh luôn rồi nè. Xin lỗi ông, tôi hứa từ ra về sau tôi không tài lanh nữa đâu. Mày hứa nha. Tôi tởn tới già rồi, bây giờ tôi nói với tôi có lòng nhân ái lắm, tôi thương người lắm, tôi thấy ông vậy tôi tội quá. Bây giờ đau chỗ nào nói đi, tôi bẻ chân lại cho. Cái chân tao nè. Rồi thì tôi bẻ chân lại nha. Mày lừa không hay là mày tài lanh nữa? Tôi không có tài lanh nữa đâu, ông thầy tôi chỉ tôi bẻ chân thiệt mà. Không có tài lanh nữa mày. Không có tài lanh nữa. Thôi bẻ đi. À, trời ơi trời. Hết rồi phải không? Sướng đúng không? Hai chân luôn rồi ba. Làm sao? Tao bị chân này. Không phải người đó chỉ đang ăn.